Tạm biệt các chị nha. Hẹn gặp các chị cô ngày mai. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Em chào thầy và cả nhà. Em chào thầy, em chào cả nhà. Thầy và cả nhà. Chào thầy và cả nhà. Em chào thầy. Chào thầy. Hello cả nhà. Chào thầy. 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 Đủ bánh sushi si á mà vô ăn chay á. Hay hai cha con đi, mẹ không đói. Quay quay. Quay đi đi đi. Nó còn làm biết rồi. Tớ con mới về. Thầy em chào cả nhà. Chào thầy, chào cả nhà. Hello các anh chị. Có bạn nào linh lê mà bạn nhỏ mà ngồi học nghiêm túc quá vậy? Chào bài đi con. Nhìn thấy bạn học nghiêm túc quá. Hello cả nhà. Hôm nay nữa là buổi 18 đúng không ta? 18 hả các anh chị? 18 ha. 18. Dịch. 18. Này. Bữa nay nữa là buổi 18 à. Tốc độ dữ ha. Thúy Nga muốn hát hay sao đây? Dạ, rất biết ơn thầy gọi tên em giơ tay trước đặng em xin phép thầy chúc cho em hát cái giờ giải lao, tại vì em mới viết được cái vào nhân cách với khiêm tốt. Dạ. Đó. Rất là biết ơn thầy, chúc em hát sao để nhường cho mấy ní lên chia sẻ trước nhất. Dạ. Dạ. Em hát hai cái lần đó, em mới viết hồi sáng. Dạ. Chúc chừa cho 3 tiếng đồng hồ để hát. Dạ. Rất là biết ơn thầy. Dạ. Tự tắt mic đi. Dạ, dạ. Xin mời Hoàng Hải. Con chào thầy và chào cả nhà. Con biết ơn thầy để cho con chia sẻ thêm một lần nữa. Con biết con và con biết ơn nhân mặt của con cũng là mẹ con, là Cao Hoàng Ý đã đang làm mentor 4. Và con cũng xin biết ơn mọi người sẽ lắng nghe con. Thì hôm qua khi mà mình có học về khiêm tốn thì con hai bài học, con một bài học ngộ ra về cái khái niệm khiêm tốn. Thì khái niệm khiêm tốn thì thầy có hai cái là lúa và cái thứ hai là ngu. Thì đầu tiên con xin nói về lúa trước. Thì lúa theo con nhớ thầy nói là khi mà lúa còn non thì nó sẽ thường là vươn lên trước. Khi mà lúa đã bắt đầu chín thì nó sẽ cúi xuống. Thì giống như chúng ta khi mà chúng ta mới vừa, giống như cái ví dụ của thầy trong công việc, nếu chúng ta vẫn chưa có một cái gì đó quá là hay, quá là giỏi ở trong công việc đó thì chúng ta nên là vươn lên. Và nếu như chúng ta đã có rồi, chúng ta nên cúi xuống. Thì người ta gọi cái đó là khiêm tốn. Còn về khái niệm ngu thì là chúng ta sẽ, bởi vì cái này con vẫn chưa có hiểu rõ cho lắm, thì theo con hiểu được á, thì là giống như là mình sẽ cho thấy rằng mình ngu hơn họ và mình ghi nhận họ những cái họ. Mình không ngu hơn họ con, mà họ vượt trội hơn mình. Họ vượt trội hơn mình. Luôn ghi nhận, thừa nhận và công nhận sự vượt trội của người khác hơn mình. Ghi nhận, thừa nhận sự vượt trội của người khác hơn mình. Đấy là khái niệm khiêm tốn mà hôm qua thầy đã dạy.
con dùng thêm cái từ nữa thì nó mới đúng bài, có nghĩa là triết lý ngu và triết lý cây lúa trong khiêm tốn. Triết lý ngu và triết lý cây lúa trong khiêm tốn ạ. À, nó mới đúng, có nghĩa là mình theo đuổi triết lý đó đó, vươn lên đúng lúc, cúi xuống phù hợp và thừa nhận những người xung quanh vượt trội hơn mình. Dạ. Ừ. Cái thứ ba. Dạ. Có tâm niệm gì? Con và theo con thì sao có tâm niệm gì nữa? Nhớ này không? À vâng. Thì con cũng chưa có rõ phần này lắm nè, bởi vì theo con nhớ là cao nhân thì chúng ta sẽ họ chỉ điểm cho chúng ta đúng không ạ? Có nghĩa là tâm niệm thành tựu của mình ngày hôm nay do người khác mang lại, còn con nếu chính dạng người này thì con nhớ này, còn không có thì con nhớ ít người thôi cũng được. Yeah. Ví dụ như con nhớ quý nhân giúp đỡ, cha mẹ giúp đỡ con mới có ngày hôm nay. Yeah. Thầy cô dạy dỗ cái đạo lý. Yeah. Vậy đó, ví dụ vậy đó. Yeah. Chứ con chưa có hết những người này bên cạnh cuộc đời con nhận dạng được chưa? Dạ, con cũng nhận dạng được, cũng khá khá rồi. Khá khá, lấy mấy người đó vô. Dạ. Bao nhiêu thì nhận dạng bao nhiêu thì lấy vào, đưa vào cái tâm niệm này của mình. Còn mình chưa nhận dạng được thì chưa đưa vô. Minh sư chưa có thì đâu có minh sư dẫn dắt. Dạ. Hiểu không? Dạ, con hiểu không? Ừ. Tiếp đi con. Vâng, thì con xin biết ơn thầy cả nhà lắng nghe con ơn, và con cũng biết ơn thầy đã cho con thêm tri thức ạ. Ừ. Này thấu hiểu ha. Bắt đầu ứng dụng được khiêm tốn ha. Ừ. Thủy Bùi ạ. À. Xin mời ạ. Dạ, trân trọng biết ơn thầy và sự hiện diện của tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy ạ, ở Hà Nội. Và em sinh năm 1967, năm nay 20 tuổi ạ. Và trước tiên thì cho em gửi cái lời biết ơn đến chị gái của em đã gieo duyên cho em được vào học cái lớp nội tâm của thầy. Thế thì thực sự ấy thì em rất là xúc động và có rất là nhiều các cái bài học tâm đắc và ngộ ra từ những bài đầu tiên ạ. Thế thì em cũng có cái nhân duyên là mình khi mà được chị gái em gửi cho cái linh học thì em mới nghe ghi âm thôi. Và em mới nghe được khoảng 4 năm khóa từ K11 và K21, 22 này là em học trực tiếp ạ. Thế thì những cái bài học tâm đắc ngộ ra thì bài nào em cũng có đấy ạ. Mà rất là kỳ diệu. Tức là nó như là một cái cuốn phim ấy ạ, nó hiện ra từ những cái thời nhỏ của mình cho đến tận bây giờ thì có những cái em đã gọi được tên, tức là trước đây mình cũng có những cái tức là những cái gọi là tức là mình có những cái trăn trở mà mình không giải thích được ấy. Thế thì khi học của thầy thì thực sự là mình đã rất là tâm đắc để ngộ được ra nhiều thứ lắm ạ. Bài nào em cũng có, chẳng hạn như là về cái bằng ngay bài đầu tiên ấy, tức là nói về 6 cái rào cản ấy, thì em rất là bất ngờ bởi vì là nó hấp dẫn quá khi mà mình được biết đến là con người mình nó bị 6 cái rào cản đó, và mình không, nếu mà mình không tự bứt phá ra ấy, thì tức là mình sẽ không có được cái cuộc sống mà như mình hướng đến ấy. Thế thì cũng rất may là trước đây thì em chỉ nói là mình mà gặp được những cái, khi mà mình có những cái khó khăn ấy thì mình cứ qua được hết và nó rất là nhẹ nhàng. Thế thì mình cũng, em cũng gọi được tên, và trước đây thì tức là mình cũng may mắn là, tức là gì, cuộc sống của mình nó cũng khá là tức là đầy đủ ấy ạ. Thế cho nên mình cũng, mình lại không có cái quá tham vọng kiểu như là mình mong cầu được nhiều ấy. Thì khi mà học của thầy những cái bài mà nói về đặt ý này, hay là những cái kích hoạt não ấy, thì em thấy cái gì cũng có cái bài học của mình ở trong đấy và rất là tâm đắc.
thì cũng ngộ được ra rất là nhiều vấn đề. Thế và có một cái mà em phải nói là nó là có cái hiện thực luôn ấy ạ, mà em nhận ra được rất là rõ. Tức là thế này, em có hai cháu trai ấy, thì cái cháu lớn và cháu thứ hai cách nhau rất là xa. Thế thì con nhà em thì con đầu thì mình rất là kỳ vọng ấy, tức là vì con có một chút cái năng khiếu học thì mình cứ hay kỳ vọng là trở thành, tức là giỏi giang rồi các thứ nhiều lắm. Thế thì khi mà con đi sang bên kia học ấy ạ, thì mọi người gia đình đi thì cứ nói là trời ơi, sao cho nó đi từ bé thế này mà học cấp 3, thế thì phải sang bên đấy để xem xét như thế nào đấy. Nhưng mà mọi người cứ lo. Thế nhưng mà lúc đó thì mình cũng không hiểu tại sao là mình không phải mình không thương con đâu. Thế nhưng mà mình lại có một cái gì đấy mình lại rất là kiểu tâm trạng của mình lại kiểu phấn khởi ấy. Bởi vì mình nghĩ là con lại được đi học ở cái nước tiên tiến như thế thì sẽ chắc chắn là sẽ có cái điều kiện phát triển hơn mình ấy. Thế thì mình cũng không nói gì nhỉ? Cứ thắc mắc mãi là tại sao mọi người lo lắng mà mình không lo lắng nhỉ? Mà mình cảm thấy là mình rất là yên tâm ấy. Mà mình bây giờ em mới gọi được tên đấy, là đấy là mình đã có cái hình ảnh ấy. Thế thì rất là nhiều bài học. Chẳng hạn như là cái mong muốn của mình là mình muốn là ví dụ như là con ấy là mắt nó không bị cận, dạ, mắt sáng ấy, thì nhà em hai cháu nó cận thì lúc đầu cháu đầu tiên cận ấy thì là mình buồn lắm mà cũng giữ. Thế nên thì sau đó là mình lại toàn nói cái từ ngược điều mong muốn ạ. Thế là từ khi mà học được bài của thầy này em rút ra được rất là nhiều bài học và cũng ghi tới hai quyển sổ đấy ạ. Tức là cứ khóa nào mà thầy có những cái mới là em toàn thêm vào, thì thực ra là mình cũng được trải nghiệm cho nên là rất là tính giá trị. Và hôm em được nghe cái bài nói về cái vòng tri thức ấy ạ, thì mới gọi điện cho chị gái bảo chị ơi chị sao cái chương trình này hay thế mà chị không gửi cho em sớm, mà bây giờ chị mới gửi, giá như chị gửi sớm ấy thì là em sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc hướng cho con ấy. Thế chị nói luôn chả, chị cũng vừa được biết là chị gửi luôn cho em. Thế xong rồi chị cũng rất là ngạc nhiên là mình cũng học và mình cũng cũng ngộ được ra một số thứ ngay, thì chị đầu tiên chị không tin đâu. Chả chị phải nghe mấy lần chị mới ngộ được ra thế sao? Em mới nghe con lần đầu mà em đã ngộ được luôn thế. Thế thì em bảo ừ đấy là mình cũng may mắn thôi, mình cũng biết. Thế và có một cái hiện thực thế này ạ. Em đi thì trước cái cháu thứ hai ấy là mình cũng hơi có một cái sự cầu toàn. Thế thì mình hơi nghiêm khắc. Khi mà nghe thầy nói cái câu là ví dụ mình mà có phản ứng thái quá với cái lỗi của con ấy thì con sẽ hay nói dối ấy. Thế thì con thì cũng chưa đến cái mức nói dối, nhưng mà nhiều khi là mình nói là con hay phụng phịu, tức là không nghe đâu, hay làm ngược lại ấy. Thế thì nhưng mà bây giờ thì cháu cũng đi du học và em cũng gửi cho con cái link của cái khóa học của thầy. Thế thì cũng bẵng đi phải hơn một năm. Thế thì năm ngoái nhà cũng sang bên đó thì em cũng không có hỏi về cái này. Thì em cũng, tại vì con nó cũng hơi có một cái, nó có cá tính. Thế thì sau khi về thì em mới có cái cơ hội nói chuyện ấy, thì em mới hỏi. Thì con nó bảo là chứ con có học. Trời ơi, thế là nghe thế đấy thì mừng lắm. Bởi vì là mình cứ nghĩ là con nó có, mình nghiêm khắc ấy thì con nó sẽ có một cái sự gì đấy nó một chút oán trách ấy. Thế thì mình cũng nói ra là đấy, ngày trước mẹ cũng muốn là như thế này như kia, mẹ cũng hơi nghiêm khắc, nên nếu như mà mẹ mà biết ấy thì sẽ tâm lý rồi các thứ hơn. Thế thì con cũng nói luôn là không, mẹ vẫn làm như thế đấy chứ, con thấy cũng đúng mà, có cái gì đâu. Thế là lúc đấy mình mới vỡ òa ra, mình nghĩ là à, thế là con không có cái sự trách móc nữa, và có đã nhận được ra là mình có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng mà cũng là tự mong muốn là con có một cái nó tốt hơn nhá. Đấy, và nói chung là bài nào em cũng có cái tâm đắc. Và khi mà học đến cái cấu trúc con người ấy, thì cũng không hiểu tại sao mà có những cái phần ấy là mình cũng ngộ được ra mà mình thuộc được luôn ấy. Chẳng hạn như là 16 tánh người ấy. Thế thì nhiều thứ lắm. Nói chung là cái gì em cũng có cái bài học tâm đắc của mỗi cái bài của thầy. Nhưng mà có một cái này, lúc đầu ấy thì em mới nghe khoảng 2-3 khóa ghi âm ấy, thì em mới ngộ ra là
cái tâm đắc nhất của em ấy là 7 cái sự bố thí. Vì lần đầu tiên em được nghe thấy, tức là trước đây mình cũng có biết nhưng mà nó không đầy đủ và toàn diện, và mình cứ nghĩ là cái sự cho đi ấy, nó là về vật chất ấy ạ. Chứ lại không nghĩ là đã, từ nhan thí, nhãn thí rồi ngôn thí. Thế thì là thực sự là em rất là tâm đắc, hay lắm ấy. Và có một cái này nữa, tức là tính của em thì nó hơi cầu toàn, thế cho nên là trước đây thì em chưa đi tập yoga thì mình có hơi trực tính một chút, tức mình xử lý những các cái những cái tình huống ấy thì nó hơi có một cái chút gì đấy nó hơi nóng nảy ấy. Thế nhưng mà từ khi mà em học yoga ấy thì tự nhiên là mình tức là mình hay nói là kiểm soát được. Thế nhưng mà từ khi học cái khóa của thầy ấy, thì em thấy là mình đã chuyển được, tức học được rất nhiều những cái ngôn từ mà nó rất là chính xác mà rất là hay. Thế là mà mình đã quản trị, thế nhưng mà mình chưa quản trị được hết vì có những cái bối cảnh mình tận tư hơn một chút trực tính. Thế nhưng mà cũng rất là thay đổi nhiều. Nói chung là em rất là trân trọng biết ơn thầy đã trao cái những cái giá trị này, mà phải nói là thực sự là rất là trân quý đấy. Và đến khi em học trực tiếp ấy, cái K21 của thầy thì em lại có một cái ngộ mới nữa, mà em nghĩ là đây mới là cái tâm đắc nhất của mình. Tức là đó là cái cảnh giới cuộc sống ấy ạ. Trước đây thì em cũng không để ý lắm đâu, tức là mình chỉ nghĩ là mình sống, tức là mình hướng thiện này, và chỉ cho bản thân mình mới cho gia đình với những bạn bè xung quanh thôi. Thế nhưng mà khi mà em học đến cái khóa K21 ấy, thì tự nhiên em lại ngộ ra, em lại nghĩ là cái cảnh giới mà thứ 6, thứ 7 đấy mới thực sự đó là cái mà mình, nó mới có ý nghĩa. Thế thì trước đây thì em cứ nghĩ là tinh ý nó cao xa, là những cái người người ta phải rất là giỏi và người ta có sứ mệnh ấy ạ, thì người ta mới làm được. Chứ còn mình thì mình cứ nghĩ là mình là người bình thường ấy, thì thôi mình cứ sống hướng thiện này, rồi nói chung là có cái tư duy tích cực để giao lưu, nói chung là chỉ có những cái sự giúp đỡ nho nhỏ nếu như mà mình có cơ hội thôi. Thế nhưng mà đến khi học đến cái khóa 21 và 22 này thì em mới nhận ra cái giá trị mà cái lớp học của thầy mang lại cho cá nhân em ấy, đó là mình có được cái sự tạo giá trị xã hội và nó mới là có ý nghĩa. Thế thì khi mà học đến cái bài thì nói về kích hoạt tổng nghiệp ấy ạ, thì cũng rất là tình cờ thôi ạ. Thì em lại có một cái, tức là trước đây chị gái em thì vào trong Nam rất là lâu rồi. Thế thì cái đợt năm 1-2 năm trước ấy ạ, thì cũng hai chị em giao lưu, thế là chị cũng gửi cho em khóa học này thì biết đến. Sau đó là bây giờ hai chị em lại có một cái kinh doanh ạ. Thế thì cũng bảo để là tạo giá trị xã hội thôi, thế nhưng mà cũng là trợ giúp cho con chị nó hướng nghiệp. Thế là mình mới gọi được chị ra ngoài Bắc này để làm một cái kinh doanh. Thế thì mới đùa với chị bảo chị ơi, cái cửa hàng này ra đời này đấy là do Út đấy. Thế thì cũng rất là nó vui. Thế sau khi mà thực sự là bây giờ không nói câu thực sự nữa mà phải nói là liêm chính nội tâm ạ. Tức là Út đã tạo ra được rất là nhiều cái giá trị mà để cho mình học được, và mình cũng là như thế này. Bạn bè em cũng có một số, và ngay như trong mấy chị em gái thì tất cả chị gửi cho hết mà chả ai vào được thầy ạ. Thế thì thầy cũng nói là cái này nó phải có nhân duyên ạ, chứ nếu mà không có thì cũng không học được. Thì mình cứ nghĩ là cùng chị em trong gia đình ấy thì chắc là cũng giống nhau ấy, thì mọi người đều học được. Thế nhưng mà các em ấy xem xong ấy cũng bảo vâng em có xem nhưng mà không có một cái phản ứng gì. Thế một số bạn em cũng thế, cũng xem xong rồi cũng chỉ đến được bài số 5, số 6 thì bảo thôi tôi thấy bà nói nghe dễ hiểu lắm, tôi học tôi lại không hiểu được mấy, thôi tôi cứ nghe bà cũng được. Đấy, nói cũng rất là kỳ lạ, là như thế, là tức là không phải ai cũng học được như là thầy vẫn hay nói trong các cái khóa học ạ. Thế thì em có những cái bài học nhiều nhưng mà cũng được ứng dụng. Thì em cũng hy vọng rằng những cái năm tới thì mình cũng sẽ có một cái gì đấy để đóng góp. Nó tuy là nhỏ bé thế nhưng mà cũng
cũng là muốn là mình trao đi được một cái gì để giúp cho mọi người. Và thế em có bài học như thế là em xin hết ạ. Thôi chúc mừng chị, hợp thì học thôi chứ sao. Dạ, không những hợp mà lại còn thấy có rất nhiều giá trị, rất là tốt ạ. Chuyển hóa nhiều và mình, con người mình lúc nào, tức là trước đây thì mình hay nói những, tức là mình không biết làm lớn cái ưu điểm của mọi người xung quanh mình ấy, và những người thân của mình ấy. Nhưng mà từ khi em học được ấy thì em nhìn vào thế và nó thay đổi hẳn ạ. Lúc đó mới hiểu được cái cảm giác hạnh phúc á. Dạ, và nói thật mới liêm chính nội tâm với thầy là thế này ạ. Cũng có những, tức là từ trước khi em chưa học ít đâu ạ, có những cái tình huống ấy là em cũng cảm nhận được đấy là mình đã nhận được ra được kiểu như cái tánh không ấy ạ, tức là cái sự chân thật ấy. Bởi vì khi mà người ta gặp một cái vấn đề như thế thì mọi người sẽ rất là, nó sẽ có phản ứng rất là mạnh. Thế nhưng mà tự nhiên không hiểu, cái lúc đấy mình rất là bình tĩnh và mình chỉ đúng là mình đón nhận thế thôi. Thế sau đó mình mới nói là bây giờ đã xảy ra rồi thì mình chỉ giải quyết thôi, bởi vì lúc ấy mình có làm cái gì chăng nữa thì có thay đổi được đâu. Thế mà mình rất bình tĩnh và mọi người rất ngạc nhiên, bởi vì trước đây là cái tính của mình cũng rất là trực tính, tức là mình sẽ có một cái sự gì đấy mà lo lắng hay là hốt hoảng hay cái gì đó. Thế nhưng mà mình đã, thế là em đã gọi được tên, và như là thầy nói là, tức là cái sự chân thật ấy, cái tánh chân thật thì không phải là suy nghĩ mà có, mà tự nó để tự mình nhận được ấy ạ, như là kiểu nóng lạnh tự biết ấy. Thế thì em cũng cảm nhận được và em cũng không có mong cầu đâu, tức là cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng lắm. Mình nói chung là mình trước ấy thì để em bây giờ mới biết gọi tên. Ví dụ mình đặt ý, ví dụ mình mới lập gia đình này thì mình còn ở chung, thì mình chỉ có đặt ý là mình mong là có một ngôi nhà riêng này, kiểu như là gia đình hạnh phúc, con cái là ngoan ngoãn. Thế thì cứ bình thường thôi. Thì đúng là mình may mắn mà mình có nhà riêng, nhưng mà không phải nhà nhỏ mà được thành nhà to chẳng hạn như thế. Thế xong rồi đến khi mình kinh doanh thì mình cũng chỉ muốn là tức là mình muốn là chỉ cần vừa phải, tức là mình luôn luôn hài lòng với những cái gì mình có. Và mình hay nói đùa bảo, thôi ông trời, ông số của mình này, ông trời cho rồi, mình nhiều thì mình tiêu nhiều, mà cho ít mình tiêu ít, nói chung là cứ cho vào nhiều mình cũng hài lòng. Chứ mình cũng không có mưu cầu, không có tham vọng quá lớn ấy. Thế thì cũng mà may mắn thì nói chung là như bây giờ là em học thì em mới biết được à, đấy mình gọi tên được ra đó, đó là những cái đặt ý. Và tức là mình có cái sự như là cái niềm tin bên trong ấy ạ. Mặc dù thỉnh thoảng bên ngoài mình nói nó chưa đúng như là cái mong muốn của mình hay nói ngược ấy. Thế nhưng mà may là nó vẫn thuận lợi. Dạ vâng, em rất là trân trọng biết ơn thầy. Và em hy vọng rằng là chắc chắn, tức là em sẽ tham dự cái lớp offline ạ. Thế nhưng mà bởi vì cũng chưa đăng ký cái ở Quảng Ninh, bởi vì cái tháng 6 này này là cũng khai trương cái cửa hàng cùng với cả hai mẹ con của chị gái. Thế cho nên là cũng hẹn cái tháng 7. Và tại vì là chị nói là mình thì mình muốn đi cùng hai chị em cùng đi, nhưng mà chị nói mình mới mở thế này chỉ được đi một trong hai người. Thế thì em bảo thôi cứ để cho nó vào, tức là nó vào cái ổn ấy ạ. Thì là mình sẽ vào trong Nam, thì em cũng muốn vào trong đấy để vào cái tâm y dung của thầy, bởi vì em nghe nói em chị cũng đến một lần rồi, và em rất là muốn được trải nghiệm và để cho là mình có một cái ý, mình cứ đặt ý là mình cũng sẽ làm. Em cũng tức là cũng muốn đến làm một cái tạo giá trị mà về như cái ca 21 của thầy nói ấy, là tức là cái biện dưỡng não, nhưng mà em thì không hướng đến cái đấy à. Em hướng đến những em muốn là làm một cái trung tâm để cho những người cao tuổi từ 50 tuổi trở lên, họ đến họ sinh hoạt, là họ được trải nghiệm như là như em đang đi sinh hoạt ở các câu lạc bộ ấy. Thì mình muốn là làm riêng cho người cao tuổi thì sẽ có nhiều những cái nó phù hợp hơn ấy. Thế thì em mới khởi lên một cái ý niệm thế thôi ạ. Chứ còn như là thầy nói mà để thực hiện được thì nó phải có cái ba cái yếu tố là tâm, tài và lực ạ. Thì em cứ là tôi thuận theo tự nhiên, mình cứ xem, bởi vì trước mắt là mình cũng tham khảo. Và em xin hết. Biết ơn chị.
Thì tắt mic với hạ tay giúp em ha. Xin mời Minh Tú. Dạ. Trân trọng chào thầy và chào cả nhà. Dạ, rất là biết ơn thầy đã cho phép em chia sẻ ngày hôm nay. Em rất là biết ơn nhân mạch của em là chị Miranda Hà, Hà Thị Minh đã kết nối em đến với Quýt. Và em cũng rất là, thật sự từ trong tâm em vô cùng biết ơn tất cả những cái nguồn tri thức quý báu của cao nhân Thiện Tri Thức và Minh Sư đã chuyển giao cho thầy và thầy chuyển giao lại cho cộng đồng. Thật sự là em nói trong cái niềm rất là xúc động. Đây là cái nguồn tri thức mà em đã tìm kiếm bấy lâu nay. Mà hôm nay á, em được đón nhận, em cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Rất là biết ơn à. Và em cũng rất là biết ơn cả nhà đã dành thời gian để lắng nghe em. Thì em xin phép được giới thiệu, em tên là Huỳnh Minh Tú, sinh năm 1983, năm nay em 20 tuổi. Em đang sinh sống tại Đài Loan. Thì em mạnh dạn để mà giao lưu buổi hôm nay với lại có ba cái điều mong muốn như thế này. Đầu tiên là em cũng rất là trân trọng biết ơn cái nguồn tri thức mà thầy đã mang lại cho tụi em. Thật sự xin chia sẻ với thầy là ngày em còn nhỏ, em thấy ba em ngồi thiền. Em cũng trong lòng rất là khởi tâm, cũng muốn tìm hiểu, cầu đạo dữ lắm. Nhưng mà mình còn nhỏ nên là mình chỉ thấy ba cái suốt ngày đi hoài, lâu lâu mới về nhà một lần. Mà mẹ thì rất là vất vả để mà nuôi mấy anh, hai anh em. Nên nó mình không biết ba học cái gì mà sao ba đi vậy hoài. Nhưng mà về thì nhiều khi cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc thì thật đúng là cũng hạnh phúc. Nhưng mà mẹ em vất vả cực khổ nhiều lắm, ba em cứ hướng ra bên ngoài không để mà cầu đạo. Thì em hôm mà em nghe được cái câu là chấp kiến thì bôi đen công đức, trời em cảm thấy vỡ òa luôn. Thầy nói cái câu chấp có và chấp không, ba em là chấp không. Ba em cho rằng là mọi thứ trên cuộc đời này là giả tạm, nó không có quá quan trọng, nên ba em cứ đi cầu đạo để mà mong được giúp đỡ đời. Thì sau bao nhiêu năm ba em quay về thì thật sự là ba cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà cái tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. Thì em nghe pháp thì em cũng được biết rằng là có thể là do cái nghiệp duyên của ba chưa đủ, ba gặp minh sư chưa có chuẩn, nên thành thử ra họ đưa những cái tà kiến khiến ba đi lệch đường như vậy. Nên hôm nay em được đón nhận cái nguồn tri thức này, em thật sự trân trọng biết ơn nó vô cùng luôn. Và em cũng trong lòng em đã từ lâu rất là mong làm thiện nguyện, rất là mong được giúp đỡ người khác. Nhưng mà em giúp, trước đây em giúp trong vô minh, em không biết, em giúp trong vô minh, em cứ nghĩ rằng là mình cho đi thì phải cho bằng tài chính như chị Thủy này, trao đổi chị Thủy trao. Em biết ơn chị Thủy lắm, chị nói câu từng lời của chị rất là chạm vào trái tim của em. Thì em cũng mong muốn giúp mọi người, nhưng mà cái tài chính của mình, tụ vật chất của mình chưa có đầy đủ, do mình chưa biết tích tạo, nên thành thử ra cái khả năng của mình quá nhỏ bé, mình không có thể giúp được hết tất cả các con người ngoài kia. Thì mình không thể suốt ngày cứ cho con cá mà mình phải cho cần câu. Thì em đã tìm được đến tổ chức Quýt là cũng rất là nhiều nhân duyên. Trước đó thì em đã tâm nguyện là cũng muốn đi giúp mọi người, nhưng mà em chỉ giúp vào những cái chuyến thiện nguyện mà thôi. Rồi em cũng được biết đến đồng ngôn MT, cũng học về những cái năng đoạn kim cương, được học để mà thấu hiểu. Em muốn thấu hiểu con người để mà em giúp họ vượt lên trên vấn nạn. Và em cũng có một em join vào một cái cộng đồng để học tập phát triển bản thân, và em vô cùng tâm đắc với ba gốc rễ đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Em cũng nghĩ là cái điểm dừng chân của em đã ở đó, nhưng em lại được cái nhân duyên được biết Tích Quyết. Thì em được biết từ hồi cuối năm ngoái rồi, nhưng mà em không có
có nghe mãi đến khi chị Mirinda Hà Thị Minh giới thiệu thì hai chị em mới đồng hành và cùng nghe với nhau. Em nghe từ khoa K18 tới bây giờ thì thật sự là em cảm thấy tri thức này quá tuyệt vời luôn, và em vô cùng biết ơn cao nhân, những người minh sư thiện đại trí thức đã chuyển giao cho thầy, mà thầy với một cái tâm hào phóng rộng lượng mà chia sẻ lan tỏa cho cộng đồng như vậy. Em thấy đúng là cái câu tâm bao lớn vũ đại lớn bấy nhiêu, em vô cùng chạm và tâm đắc. Và cái điều thứ hai em xin phép chia sẻ thì em cũng rất là hiểu về luật nhân quả, thì nó sẽ do nhân duyên và quả. Thì trong các bài học của thầy, thầy nói là mình phải có nhân tốt, duyên lành thì mới có quả đẹp. À, nhân tốt ở đây thì khi em được học thì em được hiểu được rằng là nó sẽ bao gồm cả những cái hình ảnh trong tâm trí, công đức, phước đức. Nhưng mà về cái khái niệm nguồn có lợi thì lúc đó em nghe K18 em chưa có chạm. Em cứ đi huân tập những hình ảnh trong tâm trí về con. Em thì có vấn nạn về con thôi, chứ tất cả mối quan hệ gia đình của em thì không có vấn đề gì. Nhưng mà do là con người em nó hướng về gia đình nhiều, nên em cứ bị gặp vấn nạn về con, cứ nhìn thấy những cái hình ảnh không có tốt đẹp của con. Mà em nghe thầy nói phải huân tập nhiều những hình ảnh tốt đẹp. Em cứ càng đi huân tập mà em thấy em vẫn chưa được thay đổi. Em nghe thầy nói học về bao dung, em cũng buông xuống nhẹ nhàng, em bao dung, nhưng mà em biết rằng hình như em không phải là bao dung thật sự, mà em bung dao, nghĩa là tới khi em nén hết nổi em bung dao luôn, là em lại nói với con những cái điều mà về đạo lý thôi, em không chửi không mắng nhưng nói về đạo lý, nhưng mà con nít mà thầy, nên thành thử ra nó nghe riết nó cảm thấy nó chán, nó không muốn nghe, nó đóng lại. Mà em lúc đó giống như trong đầu em đã nhất tự thiền, buông nha tú, nhưng không biết sao miệng em cứ phát, cái đầu em nói em buông mà miệng em cứ phát. Nhiều khi em cũng giận mình lắm, nhưng em được chị Mirinda Hà Thị Minh chia sẻ đồng hành cùng với em như được nhắc bài. Chị nói em chỉ cần quan tâm tới ba từ khóa: ghi nhận, biết ơn và quảng bá. Em như được bình tĩnh. Thật sự cái câu này em đã được nghe trong lớp thầy Nhật Anh. Thầy cũng nói hãy ghi nhận những cái điểm sáng của con người, hãy làm lớn cái điểm sáng đó lên, và quảng bá là bằng cách mình chia sẻ lại cái điểm sáng đó. Mình nói về con trong một cái niềm hân hoan, nói về những cái điểm tốt của con cho mọi người, chính là một lần nữa mình ghi cái dấu ấn về những cái điểm tốt đó của con. Em vô cùng biết ơn chị. Thật sự là em không thể ôm chị Minh được, vì bây giờ em đang ở rất là xa, nên á em cảm thấy mình quá nhiều nhân duyên tốt đẹp, mà em tin chắc chắn là em sẽ có quả ngọt. Và khi học thì em hiểu được rằng là mình đang ngày đêm nâng tầm nhận thức, nâng tầm trí tuệ, nên á những cái vấn nạn của mình này, chắc chắn bản thân mình sẽ tự giải quyết được. Khi mình đứng được trên cái vấn nạn của mình rồi thì mình sẽ hỗ trợ giúp đời, giúp cho mọi người đứng trên vấn nạn của họ. Và vấn đề kế tiếp là em cảm thấy môi trường này thật sự rất là tuyệt vời. Từng con người, từng thầy cô, từ những người xa lạ với một phần ngàn đối với em luôn, không hề quen biết, nhưng mà tự nhiên cảm thấy rất là quý mến, rất là tin tưởng và trở nên thân thiết. Hằng ngày đi làm về em cứ mong ngóng để ngồi trên Zoom để được nghe mọi người chia sẻ, lắng nghe từng câu chuyện của mọi người và lắng nghe những cái lời của thầy. Đúng là nhiều khi cảm thấy lời thầy ám ảnh trong giấc mơ của em. Em ngủ mà em nghe tiếng thầy cứ văng vẳng nói. Nhiều khi thật sự là em mệt, em nằm em gục, nhưng mà em bừng tỉnh dậy, em vẫn nghe tiếng thầy. Rồi em trong giấc ngủ em cũng vậy. Nên là em thấy rằng là cuộc đời em như là được sang trang vậy thầy. Hôm qua thầy nói cái sự chân thật. Em nhiều khi em nói chuyện mà em có suy nghĩ, em chắc em chưa nhận được sự chân thật.
Nhưng mà nói chuyện là thật sự là em phải có suy nghĩ, em nghĩ rằng là mình phải suy nghĩ, mình mới biết mình nói câu gì tiếp theo, tại vì mình chưa tự tin và mình thật sự là chưa có gọi là đó, giống như em đang nói chưa có gọi là, có nghĩa là em đang suy nghĩ, em không biết làm sao để nhận được sự chân thật đầy đủ. Dạ. À, một cái cộng đồng kế tiếp mà trong của tổ chức quýt của mình đó chính là cái hành trình yêu thương của cô Hoàng Anh, em đang theo hành trình đó. Thì mọi người đang yêu cầu rằng là sẽ viết 200 điều, 200 điều mong muốn của mình. Ôi, em đâu có nhiều điều mong muốn đến như vậy. Em chỉ đơn giản là gia đình hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh, rồi con cái học hành đàng hoàng, tự giác, và xã hội mình nó tốt đẹp hơn thôi. Bây giờ nặng ra đâu 200 điều. Nhưng mà thật sự là càng thực hành theo cái hành trình đó thì em nghĩ thấy mình làm rõ cái mong muốn của mình, chính là làm rõ cái kết quả của mình. Khi mình biết được cái kết quả của mình là gì, mình đã có cái hình ảnh ở trong tâm trí mình rồi, thì mình sẽ từng bước mình đi đến được cái điều trọn vẹn trong cái cuộc sống của mình. Mong ước chính là những cái hình ảnh hạnh phúc của mình. Và cuối cùng thì em mong rằng là được kết nối với tất cả các anh chị ở Đài Loan. Em được biết thầy có người chị là đang sống ở khu vực của em luôn. Em không biết tìm chị ở đâu. Em cũng mong qua Zoom này để được kết nối với chị, kết nối được với quýt của mình ở Đài Loan, để mà có thể lan tỏa những cái giá trị này, cùng góp một phần công sức nhỏ của em để có thể lan tỏa được những cái giá trị mà thầy đang chuyển giao cho mọi người, giúp cho cuộc đời của các chị em dâu đài ở đây. Và ngay cả những bạn là những quái lão là người lao động nước ngoài, người Việt Nam của mình đó thầy, qua đây lao động, hợp tác lao động, bạn cũng có rất nhiều vấn nạn. Tuy nhiên là em chưa có đủ cái trí tuệ để mà có thể chia sẻ được, giúp mọi người. Em mong muốn rằng là khi mà mình học càng thấu hiểu hơn về những lớp của thầy, em có thể giúp được mọi người. Mình giúp bằng trí tuệ thì cái công đức phước đức nó sẽ càng bội tăng. Và em cũng vô cùng tâm đắc về cái ngôn thí của thầy. Ngôn thí là phải khích lệ, phải khen ngợi, phải khẳng định, phải xây dựng. Và nói làm sao cho người ta vui vẻ, nói làm sao cho người ta có hy vọng, nói làm sao cho người ta có niềm tin, và nói như thế nào để thấy mình trí tuệ. Tuy nhiên, những câu đó nó mới chỉ nằm ở trong đầu thôi, em chưa phát ra được. Em sẽ ứng dụng và huân tập nó hàng ngày để thay đổi cái nghe nói thấy biết của mình, để có một cuộc sống lục lọc đại thuận. Các anh chị em nào đang ở khu vực Đài Loan, xin kết nối với Tú qua số điện thoại của Zalo 0989 511 099. Rất là biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Em một lần nữa trân trọng biết ơn thầy. Sống Đài Loan được nhiều năm rồi? Dạ thưa thầy, gia đình em mới qua được có 11 tháng, nên em còn rặt Việt Nam lắm. Em thật sự là... Gia đình là do đi đâu? Anh đi làm việc hay sao? Dạ, gia đình em định cư thôi. Em đi nguyên gia đình nên là cuộc sống của em nó đỡ hơn mấy chị em dâu đài mà lấy người gốc Đài Loan á. Thì họ sẽ bị bất đồng ngôn ngữ. Họ sẽ không có nguồn để chia sẻ. Họ không có bà con thân thiết. Còn em thì cái trường hợp khác. Nên em rất là đồng cảm với những cái trường hợp đó. Tuy nhiên là mình phải hiểu được cái vấn nạn của con người là cái gì, mình mới có thể giúp được họ. Dạ. Thôi biết ơn chị. Chị đang ở Đài Trung hả? Em ở Trang Hoa, là ở Chương Hóa, cùng với khu vực của chị thầy luôn á. Mà em kỳ bữa đó là Zoom em nghe chị chào chị Tính Mai rồi. Nhưng mà không ở đâu đây nè? Chế Hoàng ở trên đây hay sao? Trang Hoa thì Trang Hoa thì ngay đúng ở chỗ đó luôn rồi đó. Ý là chị ở Trang Hoa, em ở Hở Mày là ở Hòa Mỹ. Hòa Mỹ cũng khu vực Trang Hoa. Trang Hoa là giống như là ở một cái quận, còn em ở một cái phường nhỏ. Nó tương tự là như vậy đó thầy. Em qua đó cũng nhiều lần lắm rồi.
em mong kết nối với quýt của mình ở đây lắm, để mà mấy chị em, tại vì á, thật sự ra là đồng ngôn, đồng thuận, đồng hành, và em đang đi tìm đồng hương. Nên là em nghĩ rằng là tụi mình sẽ có nhiều tiếng nói chung và có thể lan tỏa chia sẻ được cái giá trị này. Và em cũng đang đặt ý vào mentor năm, nên là từ đây tới đó chắc cũng còn đủ thời gian để mà tích lũy những cái kiến thức. Dạ. Dạ. Em xin phép tắt mic ạ. Dạ, chị tắt mic đi, hạ tài giúp em. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Xin mời Linh Lê. Dạ, em chào thầy. Con gái đúng không? Dạ, con gái. Con tên là Bối Bối. Con chào cả nhà, con chào thầy. Bối Bối đang ngậm cái gì vậy? Bối Bối đang ngậm tì, nó không ngậm tì, nó ngậm giấy đó thầy. Nên phải cho ngậm á. Dạ, em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã cho hai mẹ con được chứa đựng hai mẹ con. Bối đồng hành với thầy hôm nay cũng tới buổi 18 rồi. Mà đôi khi thì đang học gì nè, là tới giờ của chị ngủ á, là chị phải là chắc đầu chị quậy lên đó thầy, chị, cái bàn trên bàn có cái gì thì chị lôi xuống hết, cần chị phải quậy lên là chị đi ngủ. Nhưng mà rất là, nếu mà học không kịp thì sáng á, em lại mở lên cho con nghe tiếp. Rồi ở nhà thì cũng có bà ngoại, rồi có ba Bối nghe chung nữa, nên cả nhà cùng đồng hành với con, để cho con có thể là ở trong cái môi trường quýt á, để con được đồng hành. Và em cũng rất mong muốn là được đồng hành cùng con trong cái thời, trong cái giai đoạn con, từ khi lúc mà con còn rất là nhỏ như thế này. Với lại là Bối cũng được một cái là cũng chịu ngồi á thầy, cũng chịu ngồi tập trung, chứ không có đến mức độ mà không chịu nghe. Với lại là em rất là, khi mà em học xong cái khóa quýt á, học xong cái những cái bài quýt mà thầy dạy á, thì em rất là tâm đắc cái về cái tam giác hiện thực. Và em cũng mong muốn là những cái gì mà em có là tạo cho con, những cái quả của em sẽ tạo cho con được những cái nhân tốt. Nên thành ra là hiện tại là cũng có cái may mắn là hai mẹ con ở nhà thường xuyên, nên sẽ được nghe những cái rất là nhiều cái bài của thầy, cùng học tập, cùng đi cùng với con trong cái quãng đường rất là dài, thì tạo cho con được những cái nhân lành. Ngoài ra là từ bữa giờ đó, thầy, thì ngoài hai mẹ con học thì có sự đồng hành của nhân mạch của em, là chị của em, là chị Kiều Phương ở Mentor 2, là chị đồng hành. Ngoài ra thì nhờ chị mà cả gia đình em cũng có cái nhiều cái sự chuyển hóa tốt về gia đình, ông bà ngoại, rồi cả ba của bé Bối nữa. Thì hiện tại là sắp sửa thì ba bé Bối sẽ học chung với mẹ ở cái khóa 23 tới luôn, thì sẽ đăng ký cho ba của Bối học, để cho cùng phát triển, cả gia đình cùng phát triển chung với con. Tại vì Bối nó học rất là giỏi, nên thành ra là lúc nào em cũng muốn là những cái thời gian nào mà con không có ngủ á, thì cũng muốn mở lên để cho con cùng nghe. À, Bối hầu như là nó nghe suốt á thầy. Tại vì buổi sáng á, thì Bối chơi với ông bà ngoại thì sẽ được nghe bên bài của bà ngoại. Bà ngoại vừa nấu ăn vừa mở lên nghe vậy đó thầy. Rồi Bối nghe. Rồi lúc trưa vô thì gặp mẹ thì mẹ lại mở, nên lại phải nghe, là ngồi nghe với mẹ. Rồi tối thì lại học tiếp nữa, nên suốt ngày là Bối cứ Bối vào quýt, rồi Bối vào quýt thôi. Riết em kêu bằng em đế quýt không à. Tại vì trước khi mình học, em nghĩ là khi mà con đến trường thì con nhận được rất là nhiều cái giá trị từ thầy cô, nhưng mà nó chỉ là một phần nào thôi. Còn cái việc mà mình phát triển sự bảy sư vào toàn diện thì nó còn dựa vào nhiều yếu tố á. Nên thành ra là muốn con đồng hành cùng quýt và mang lại cho con được bảy sư vào toàn diện cho con. Nãy giờ nghe mẹ nói gì không? Cho thầy đi con. Hello bạn. Nghe nói chuyện với cô nghe luôn á thầy. La lối đủ thứ lên, nói chuyện với cô nghe dữ lắm. Mấy tháng rồi? Dạ bé được 10 tháng đó thầy. Dạ. Nghiêm túc học tập quá nè. Hả? Hello bạn. Kêu không kìa, thầy kêu không kìa. Nghiêm túc học tập quá nè.
có muốn nói gì với cộng đồng không, với cả nhà không? Hả? Trời ơi, lấy ngâm vú nằm vô rồi. Con nói chuyện nghe, con nói chuyện với thầy đi. Sao? Nói chuyện với thầy. Em cũng rất là mong muốn có nhân viên, còn em rất là cảm ơn, biết ơn thầy và cả nhà rất là nhiều để chứa đựng hai mẹ con. Nhiều khi ngồi học mà con mình quay tới quay lui, quay tới quay lui á, mình cũng không có tập trung 100%. Nhưng mà lúc nào sáng á, thì dù con ngủ hay con thức, em đều mở lên cho con nghe lại để nha, con nhận được hết cái bài, chứ cũng không có lơ là. Yên tâm quá ha. Rồi, bye bye con gái. Biết ơn thầy. Bye bye con. Xin mời Đồng Thị Vân. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn thầy, trân trọng thầy được cho em được chia sẻ. Dạ, hôm nay em xin chia sẻ bài tâm đắc vừa ra của em. Là em cũng học nhiều khóa rồi nhưng mà mình chưa có bài học tâm đắc. Chắc là tổng nghiệp mình chưa mở tổng nghiệp. Nên là hôm nay em được khi mà bắt đầu được tiếp xúc với Quyết là từ cái khóa 19 em đã được nghe rồi. Em đã được nhân mạch của em là Trần Mạnh Hà chia sẻ, nhưng mà em học hết một khóa giống như là mình chưa thể ngộ ra được. Khi mà em học khóa thứ hai, thứ ba thì em bắt đầu ngộ ra. Thì những cái cuộc sống trước đây của mình nó toàn là hay đi giải quyết những vấn nạn, rồi hay oán trách rất nhiều, rồi trách móc và trách bản thân mình rất nhiều. Mà khi mà mình ngộ ra thì mình luôn, khi mà thầy nói là bao dung cho chính mình, thì em hiểu ra là mình phải bao dung cho mình và bao dung cho những người xung quanh. Mà trước giờ mình không bao giờ mình làm được điều đó. Lúc nào mình cũng đang nghĩ là mình đang làm rất đúng. Và khi em kết nối với con, tại sao mà con không nghe lời? Mình đã cố gắng hết sức mà tại sao con lại hàng ngày cứ giống như là chống đối lại mình, mà mình rất thương con mà sao con không hiểu? Thì mình hay trách móc như vậy. Mình hay trách móc rất nhiều. Và khi mà được nhân mạch chia sẻ tới thì em học xong rồi thì em vẫn chưa được ngộ ra tất cả. Bây giờ em ngộ ra là những công thức hàng ngày hồi xưa tới giờ thì mình hay oán trách, rồi mình không biết áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Khi mà em được tiếp xúc với Quyết đó thì em thấy ai cũng đều là con người mà bao dung cả, mà mình thì lại hay không thích người này, không thích người kia, xong cái mình lại hay giống như là mình hay kể xấu người này người kia chẳng hạn. Như vậy thì mình bây giờ mình giống như là mình sống được ngược lại rồi. Thầy nói là nhìn vào những cái mặt tốt của họ thì họ toàn là những điểm tốt thôi, những cái điểm mà lúc nào họ cũng bao dung mà mình không nhận ra, mình lại nhìn những cái điểm ra mà cái điểm của họ là điểm khác. Và giống như là thầy có thể chia sẻ câu chuyện cái bút của em nghe, em cũng hiểu được ra, ngộ ra là mình cũng giống như là mình hay nhìn họ với cách như vậy, nhưng thực ra họ không phải là như vậy. Những người thân trong gia đình mình cũng vậy. Ngay như bố của em, khi mà xưa giờ em hay được oán trách, nhưng mà khi em nhận ra, em ngộ ra thì thực ra là bố mình nó rất thương mình bằng nhiều thứ lắm. Nhưng mà mình hay ngại tiếp xúc, rồi mình hay trách bố, hay né. Khi mà em nhận ra thì em cảm nhận là bố là mình người thương mình tuyệt vời, mà mình hàng ngày mình cứ ủ rũ, mình cũng không chia sẻ, mình cũng không nói thì làm sao mà biết được. Giống như là mình đang bị ngược chiều mong muốn với mình. Mình hay nói ra những cái ngược chiều của mình thì không ai hiểu được mình cả. Nên là mình đã nói ra được những cái mà mình muốn gì thì mình sẽ nói như vậy. Thì khi nhờ vậy thì mọi người mới hiểu được mình hơn. Và mình mới giống như là mình nhẹ được cái lòng của mình như vậy thì mọi người đều bao dung với mình cả, tất cả mọi người đều bao dung cả, không có ai mà không bao dung cả. Khi mà thầy nói là mình phải thương yêu họ nhiều hơn họ thương mình, thì tất nhiên là em dành tình cảm cho con nhiều hơn, thì em cảm nhận mỗi ngày như vậy. Thì giống như là như thầy nói là khi gieo nhân thì nhân sẽ, hạt sẽ từ từ, nhân duyên quả thì nó từ từ sẽ kết quả, mà mình lại muốn có ngay. Mà có ngay thì không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra cả. Nên là
em đã áp dụng hàng ngày, giống như là hồi xưa là mình hay kêu lỗi tại mình, nhưng mà em áp dụng là cội nguồn cuộc sống bắt từ chính tôi, nhưng không phải lỗi do tôi, thì những cái đó em cảm thấy tâm thái của mình sống nó rất nhẹ nhàng hơn, mình không cảm thấy mình là người có lỗi nữa, mình lại bao dung cho chính mình. Dạ, em xin chia sẻ tới đây là dạ, đó là những cái bài học tâm đắc em ngộ ra từ khi em được tiếp xúc với Quýt, và khi mà em được học về cô Hoàng Anh, cô cũng chia sẻ, hoặc là cô Minh cũng chia sẻ về lòng bao dung, và cô Hoàng Anh thì chia sẻ về yêu bản thân mình, thì mình sẽ có tất cả. Khi mà mình yêu thì lúc nào mình cũng tưởng là mình đang yêu bản thân mình, nhưng mà yêu chưa đúng cách. Thì em ngộ ra rất nhiều điều từ cô Hoàng Anh và cô Minh nữa, nên em trân trọng biết ơn là em đã được biết tới Quýt và em biết được áp dụng công thức này. Dạ, biết ơn thầy và trân trọng biết ơn các cả nhà đã lắng nghe em ạ. Vậy cũng ngộ nhiều đó chứ không phải không ngộ đâu. Dạ ngộ, nhưng mà em lại không nói ra, mình cứ để giống như là, nhưng mà em hàng ngày chỉ cứ ghi ra những cái bài học tâm đắc ngộ mà em chưa bao giờ thực hành. Khi mà em thực hành như vậy hàng ngày, những cái lời biết ơn, những cái bài học tâm đắc thì em hay ngộ ra. Dạ biết ơn thầy ạ. Ừ. Thì tắt mic giúp em. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Biết ơn cả nhà. Hello bạn nhỏ. Có chào thầy, cũng chào cả nhà. Ừ. Sao? Giới thiệu gì đây? Nói gì? Con muốn lên hát cho thầy và cả nhà một bài nói con. Bài hát tên gì con? Dạ, Quýt trong trái tim tôi. Trời ơi, con giới thiệu tên mình đến từ đâu cho cả nhà làm quen ca sĩ đi. Tên gì con? Dạ, tên Đình Phúc. Cái gì Phúc? Đình Phúc. Đình Phúc hả? Dạ. Đến từ đâu? Hả? Đến từ đâu? Dạ, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, sau đây Đình Phúc đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi đến quý vị khán giả bài hát mang tên Quýt trong trái tim tôi. Mong mỗi ngày vào học lớp mentor, rồi trên tay năm thầy em lại gọi, dạy học tập để xây dựng đất nước. Dạy học tập để chế tạo tương lai. Lúc mà đâu cũng nộp tin bố mẹ em cơ. Rồi thầy dạy em điều hay điều ngồi nhiều điều em chứ, mạnh hơn chứ. Lòng ngập tràn ơn của thầy trọn tâm. Tình yêu thầy bao la như biển lớn. Ánh mắt thầy chứa đựng nhiều con tim. Tình yêu ấy đã truyền hóa bao người. Được bầu làm các này ơi, được bầu làm nhà mình ơi. Rồi mai này mình cũng đi khắp muôn nơi, quảng bá nội tâm giáo dục tân gốc. Quýt Home mọc khắp năm châu, mentor ở khắp bia cầu. Con xin hết ạ. Có nhiêu đó sao còn không? Dạ, còn không? Hết rồi hả? Sao hát được cái gì? Thêm bài nữa đi. Hát bài gì nữa? Bao hồ biết đâu. Nói vậy thì con nói với thầy luôn. Thêm bài nữa đi. Dạ con chưa có thuộc. Của Trần Phúc. Chưa thuộc hả? Quýt Home một khắp năm châu hả? Mentor ở khắp địa cầu hả? Đúng không? Dạ không kìa. Dạ anh đúng. Ừ. Rồi biết ơn Đình Phúc. Dạ. Tên sao đẹp quá vậy? Năm nay mấy tuổi hả? Giới thiệu cho dạ mọi người làm quen. Dạ 8 tuổi. 8 tuổi hả? 8 tuổi là học lớp 8 rồi hả? Dạ không, mới con học mới học lớp 2. Năm sau lên lớp 3. Gì đó hả? Dạ. Ừ. Rồi biết ơn con trai. Không nói thêm thầy nói đen. Có gì nói thêm không? Không gài có ăn học không? Dạ không. Mẹ con học không à. Hôm nay con mới giờ chia sẻ.
Vậy đó hả? Nhưng mà trong quá trình mẹ học có gì hay chuyển giao cho con không? Dạ không, mẹ học cho mẹ thôi chứ mẹ đâu có nói con cái gì đâu. Nhưng mà con có nghe ké gì không? Dạ không luôn hả? Rồi học mẹ có thay đổi nhiều không? Mẹ có dễ thương hơn nhiều không? Dạ dễ thương một tí. Dễ thương có một tí hả? Không, dễ thương hơn một tí. Dễ thương hơn có một tí thôi sao? Không nhiều hả? Dạ chưa nhiều. Chưa nhiều luôn hả mẹ? Mới dễ thương dạ. Có một tí gì đó hả? Dạ em chào thầy. Em chào thầy. Hello chị. Sao dễ thương có một tí vậy? Học bao lâu rồi? Hồi trước mẹ nói con là mẹ vẫn giữ hình con không có ngoan. Ồ, bây giờ sao vậy? Bây giờ mẹ đổi hình đó chưa mẹ? Dạ, thầy ơi, nếu mà liêm chính nội tâm thì là ăn học chưa có ngon thầy ơi. Vẫn chưa đổi được hình lắm. Nhưng mà có làm lớn ưu điểm của con lên không? À... nói chung là em học thì em cũng có ngộ ra nhiều, nhưng mà sao em cảm thấy giống như là em chưa có áp dụng được nhiều quá thầy. Tại vì học, học mong muốn áp dụng đó chứ, học cứ học thôi, đừng áp dụng gì chân trừ nó áp dụng à. Dạ. Nếu mình mong muốn áp dụng bản chất á, cái tri thức nó rất là thực tế rồi, đâu cần áp dụng nữa. Nghe thấu hiểu nó là đã chuyển hóa, đâu cần phải thực hành. Yeah. Ví dụ như giờ mình biết mình đang nghe con nói, thấy biết đang thấy thôi thì nói làm vậy thôi, chứ còn tri thức nó đâu cần thực hành gì nữa. Thấy không? Yeah. Thì đâu có cố gắng để thực hành những gì học, mà nó sẽ tự nhiên luôn. Tại vì bản chất tri thức nó đã xong rồi, nó nói lên tiếng nói rồi. Bây giờ có đơn giản gì nè, câu nói rất đơn giản, đó là làm lớn những cái điều tốt đẹp của đối phương. Thì đối phương có gì tốt đẹp không? Cái này em học á, thì lúc đầu tiên thì em thấy là em chuyển hóa đối với chồng em rất là nhiều. Nhưng mà đối với con á thì cũng đặt ý là phải đổi hình với con. Nhưng mà đổi hình chi, người ta làm lớn ưu điểm của đối phương thôi chứ đâu có gì đâu mà đổi hình. Đâu cần phải cố gắng gì đâu. Người mẹ nào giữ hình cũng tốt về con hết á. Nhưng chẳng qua là mình mong muốn con tốt đẹp hơn nên mình mới la con, nhưng ai giữ hình cũng tốt vì con. Dạ. Mình đâu có hình xấu gì con. Có nghĩa là mình em vẫn còn bị dính vô cái hiện thực á, là vẫn cứ mong con là ăn ngủ này kia vậy đó thầy. Nhưng mà ăn ngủ, tự nhiên tập trung cho ăn ngủ làm chi vậy? Nuôi con bằng cái đó thì cho con lớn thôi, nuôi con bằng quan niệm con mới trưởng thành chứ. Chứ ăn ngủ từ từ nó sẽ ăn ngủ tốt thôi. Trời, đứa trẻ nào mà bây giờ nó không phát triển đâu. Tới tuổi dậy thì nó cao hơn mình biết bao nhiêu. Nuôi con bằng... cái phần quan niệm thì em nói chung là từ khi mà học quýt thì em vững tâm rất là nhiều. Ờ, vậy thôi. Hồi mà chưa học quýt á, thì lúc đó là em cảm thấy giống như là mình lo sợ lắm này. Là không biết làm sao để mà mình có, giống như mình cứ cảm giác là bản thân mình sẽ không có đủ khả năng để mà nuôi dạy con trưởng thành được. Cho nên lúc đó là cũng đi tìm trường này trường kia, thứ nghĩ là mình... nên là không nghĩ là cái việc đó là mình sẽ nhờ trợ giúp từ các thầy cô trong trường học, những người mà người ta có đủ cái kiến thức để dạy, chứ còn bản thân mình thấy là mình không có đủ khả năng. Nhưng mà từ khi mà biết tới lớp học của thầy á thì em cảm thấy rất là tự tin, là trong tương lai em tin chắc rằng là đối với cái không có cho nó uống nữa, cho toàn diện thì là em có khả năng để mà mình dẫn dắt được cho con đó. Cho nên thì em thấy là từ khi ăn học thì em thấy là em có được cái sự tự tin đó nó rất là nhiều. Nhưng mà
vẫn còn vẫn rồi còn con. Thầy chỉ chiêu cho con trai Đức Phúc nè, chỉ chiêu nè Phúc, có mong muốn mẹ chứa hình tốt đẹp về mình không? Dạ có. Vậy thì con chứa đẻ chứa hình tất cả những hình tốt đẹp về mẹ thì mẹ sẽ chứa hình tốt đẹp về con. Ừ. Đơn giản không? Vậy thì hàng ngày con thấy những gì tốt đẹp nơi mẹ đi, tự nhiên mẹ sẽ chứa hình tốt đẹp về con. Hết. Đúng không? Dạ đâu. Ờ, tại vì con còn thấy hình mẹ chưa có ok trong mắt của con toàn diện, nên mẹ còn thấy hình của con. Mẹ khó thay đổi thì mình thay đổi, mình tuổi trẻ, nhanh thay đổi. Được chưa? Dạ được. Ừ, mấy ngày sau báo thầy nha. Ủa. Được không? Dạ, thầy hỏi con thì là... Mấy ngày sau hoặc khóa sau báo thầy nha. Dạ. Rồi con chứa hình tốt đẹp gì mẹ là tự khắc nó nhân quả mà. Mình chứa hình để tốt đẹp gì người khác, để người khác chứa hình tốt đẹp gì mình. Không? Đó nè. Thầy ơi, với lại... À, kỳ rồi em thi mentor week thế này mà quen mentor week K4 mà phỏng vấn tới vòng phỏng vấn là bị out, cho nên em đang đặt ý vô lại K5 mà bữa giờ học sao còn nhát thế này, chưa có dám giờ đây phát biểu thì mình vô K6 không thầy, hoặc là K7 không em nhất định em không có thì K8 không, mình thầy. Cứ nhát đi, mình không cứ nhát đi đấy. Vậy. Ừ. Mình cứ vậy đi. Không thầy. Không có cả chính. Thầy sao? Thầy ơi. Đợi tới K5 là thấy mòn mỏi rồi thầy ơi. Thôi nói gì thôi chứ. Tỷ lệ chọi của K4 vừa rồi là 3.000 người hơn đăng ký, đầu có 800 người à. Nên cũng được rồi. Nha. Dạ em biết anh thầy. Phải có sức học tập phi phàm mới vô được. Không đưa tay. Thật ra thì em mẹ đã đưa tay. Để cho mẹ nói thêm một câu với thầy nữa để làm đừng làm mất thời gian của mọi người. Là tại vì K4 á là em đặt ý là hơi muộn, lúc đầu là em nghĩ là em nghe nhân mạch của em là chị Ngô Thúy Xỉu đó thầy, thì chị gửi cho em từ K12, nhưng mà lúc đó em không có đủ phước đức để em đón nhận, thì đến K16 thì em mới quay lại em nghe ghi âm K12, rồi sau đó là em có đăng ký học, nhưng mà thì giống như là lúc đó là mình cũng chưa có giống như mình cảm giác là em nghe một K12 đầu tiên nhưng mà mình chưa có ngộ ra nhiều thầy, thì em lại bỏ qua một bên. Thì sau đó là em có đăng ký học nhưng mà mình chưa có đặt ý, cho nên là đến ngày học rồi cũng không vô được Zoom, rồi cũng bữa vô bữa không. Cái đến chừng tự nhiên không biết làm sao đến khóa K19 á, thì là em học cũng không được trọn vẹn, nhưng mà sau đó em nghe ghi âm lại rất là nhiều lần. Cái khóa K19 là em nghe nhiều nhất, em nghe lại 4-5 lần gì luôn á. Thì lúc đó là chợ duyên của chị Ngân Mạch nữa, thì em thấu suốt ra được rất là nhiều điều. Thì ngay cái thời điểm đó là thầy đang cái lúc mà bắt đầu em đặt ý học mentor á, thì là lúc đó là đang K21 của mình rồi. Thì lúc đó là em mới nói với chị Ngân Mạch của em là: chị ơi, bây giờ là em rất là mong muốn học mentor. Thì chị mới nói là bây giờ là xác định lại coi là mình muốn cái gì, mình có thực sự muốn vô mentor hay không, hay là mình chỉ muốn chuyển hóa. Nếu mà mình muốn chuyển hóa bản thân mình thì mình chỉ cần đi học lại cái khóa nội tâm là đủ rồi. Thì lúc đó thì em cân mất một cái khoảng thời gian em cân nhắc, sau đó là em thấy là mình rất là mong muốn vô mentor, thì sau đó là em chạy nước rút đó thầy. Phải là lúc đầu tiên chị gửi cho em cái link mentor là nó chỉ cái khóa nội tâm, là em tưởng là chỉ làm bài test nội tâm thôi. Sau em làm bài test nội tâm cái nó ra thay đổi cốt, rồi nó ra sức khỏe, rồi nó ra tài chính, mà thật sự là những cái khóa đó em chưa có học. Thế là em đi nghe ghi âm, em nghe tối ngày sáng đêm để cho em kịp làm bài thi đó thầy. Xong rồi đến chừng còn có mấy ngày là đến hết tháng đó,
là em làm trọn vẹn được 4 bài thi qua. À, em mừng quá trời mừng luôn. Xong rồi em hỏi cách để quay clip rồi để nộp bài này kia. Nhưng mà đến cái buổi phỏng vấn đó là thực sự là bữa đó em run quá. Em run mà em nói chung là cảm giác như là thực sự mình cũng chưa tự tin thế này. Là mình rất là mong muốn nhưng mà ở đâu đó ở trong trong mình nó vẫn còn cái chưa tự tin là đúng là phỏng vấn là mình bị rớt luôn đó này. Nên rớt cái gì mà rớt? Có khi nào mà phỏng vấn mentor mà rớt? Chỉ có chưa hợp phù hợp học khóa này hoặc khóa sau thôi chứ rớt gì mà rớt. Dạ 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 đúng rồi. Là trong mail thì có nói là chưa phù hợp học khóa này. Ừ, chứ giờ giai đoạn chứ rớt gì mà rớt, ai mà đi để cho một người quyết tâm như vậy mà rớt. Cái gì vậy con, mẹ đang nói chuyện mà. Nhớ nghe, chứa hình đẹp về mẹ nghe bạn nhỏ. Dạ kìa, thầy nói con kìa. Chứa hình đẹp về mẹ, được chưa? Dạ. Ok, hai mẹ chúc hai mẹ con hạnh phúc bên nhau ha. Dạ em biết ơn thầy ạ. Con biết ơn thầy, con biết ơn cả nhà. Em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã. Con chào thầy, con chào. Bye bye con trai. Chúng ta cho chồng pháo tay để ủng hộ sự chia sẻ, sự bài hát của Đức Phúc nghe cả nhà. Xin mời Thúy Nga đi. Dạ. Thúy Nga hát được rồi, tám mấy rồi. Dạ, rất là biết ơn thầy gọi tên em. Rất là biết ơn sự hiện diện của các ní trong Zoom học chung với em. Đó. À, dạ, rất là biết ơn nhân mạch của em là cô Tara Trang Nguyễn, Master Mentor. Dạ, rất là biết ơn cô Thảo Nhi. Dạ, rất là biết ơn ní Tú Uyên. Dạ, rất là biết ơn ní Lan. Dạ, rất là biết ơn tất cả các thầy cô ở trong nhà 87 đã hỗ trợ cho con em được học Master. Em trân trọng biết ơn, em cũng rất là biết ơn thầy. Em mê thầy lắm á thầy. Thôi, mê gì mà mê, em biết bà mê mấy bài ca cổ ấy. Em mê cái tri thức của thầy á. Cái em bây giờ em mới hiểu được là mấy thầy cô kia nói lụm kim cương. Dạ. Giờ em mới biết rằng là lụm kim cương là lụm từ cái tri thức của thầy đó. Dạ đúng rồi. Em mê hát thiệt. Nhưng mà giờ đây là cái môi trường tự nhiên em phát huy được để em hát cho thỏa mãn cái tâm của em. Nó vậy đó. Hát đây. Dạ. Em rất là biết ơn thầy cho em cống hiến. Em mới viết được cái bài nhân cách khiêm tốn qua lớp năm xuân, còn cái tân cổ giao duyên về cái khiêm tốn là em viết, em cũng mới viết từ mấy khóa trước đó. Còn vào nhân cách đó, của thầy thì em cũng mới viết vào bữa hồi sáng này luôn. Dạ, em xin cống hiến ạ. Độ lượng được người, đi trước dẫn dắt người. Người khiêm tốn thật sự thì phước báo được bảo vệ. Nhân cách khiêm tốn của ta có tâm niệm để giữ mình, có triết lý để đi theo. Ta áp dụng triết lý cây lúa đây, khi chưa có gì ta phải vươn lên. Mình dưỡng lên để người khác thấy, thì người ta sẽ bồi dưỡng cho mình. Còn đến khi ta đã được thành công rồi, thì cúi xuống phù hợp tùy hoàn cảnh của ta. Còn có một triết lý là triết lý ngu, là ghi nhận có điều gì đó hơn mình. Nếu như ta dùng triết lý ngon cái này thì tạo giá trị cho xã hội biết bao nhiêu. Người có triết lý ngu sẽ thu phục được người nếu ta áp
dùng triết lý ngu này trong gia đình thì con của chúng ta mới trưởng thành với nhận thức của con, sự thành tựu do người mang lại cho con. Ta có hôm nay do chính vàng người này cho thành tựu này là thiên tri thức khai. Khi có cao nhân mình đứng trên vấn nạn cuộc đời, còn phát triển ngành nhờ có minh sư cho. Dân vật cho ta kết nối nhau vô nhân mạch, biết được đạo lý ở đời như là nhờ có thầy cô. Ta có tư duy do chuyên gia giỏi trong ngành, quý nhân giúp mình thì lòng ghi khắc không phai. Tôi đang được học ở một môi trường có nhân cách khiêm tốn, được thiện đại tri thức khai mở trí tuệ cho mình. Cùng với các ni học thấu suốt nhân sinh và thấu hiểu nỗi tâm mình, được minh sư đồng hành dẫn dắt và được cao nhân chỉ điểm để tôi đứng trên vấn nạn phát sinh. Có thầy cô dạy cho biết những đạo lý nên chúng ta phải biết tri phúc, trọng phúc, tạo phúc, đem những gì hiểu biết và trải nghiệm ra lan tỏa, có được sự đồng thuận của nhiều con người. Đó là ta tạo phúc. Những công việc ta làm ngày càng thêm lớn mạnh là nhờ sự kết nối của những nhân mạch có uy tín và có tiếng nói ở xã hội này. Tư duy cho ta thông thái nhờ có chuyên gia giỏi trong ngành, có quý nhân giúp ta những phương diện ở công việc nên ta phải biết cách tri ân trọng ân báo ân, giúp họ hoàn thành ước mơ của họ, tìm môi trường tốt để chuyên gia phát triển thêm. Ta cũng phải biết trước biết sau với nhân mạch, trao đổi mối quan hệ cho nhau để sự kết nối mới bền lâu. Tình ơi tình, ân tình trân trọng biết ơn, thần tài có bảy sự giao kiện toàn, nhân cách sẽ như nhau, rồi mình tâm thái cũng giống nhau, thì ta bồi dưỡng thêm nhân tài. Ta có hôm nay do công tương trợ của thần tài, chung sức cùng ta tạo nhân tài tâm tái như nhau, cúi xuống phù hợp khi đã thành công rồi. Lúc chưa có gì khi đúng lúc phải dường lớn. Thần tài đến cho ta gia tăng những may mắn và hanh thông công việc. Chúng ta trân trọng biết ơn thần tài đã đến ở bên mình.
giữ lòng trân trọng biết ơn để thu hút thêm thần tài, tạo môi trường tốt có quan niệm chuẩn tâm thái đúng để thu hút nhân tài quý tụ về với ta. Ta bồi dưỡng nhân tài thêm 7 sự giàu toàn diện để nhân tài cống hiến gánh vác chung sức cùng ta, ghi nhận phẩm chất nhân cách năng lực của họ, đơn giản thì vui vẻ tin tưởng mới nhẹ nhàng. Cuộc đời của chúng ta có thành tựu ngày hôm nay là do chính dạng người này mang lại. Tâm ghi nhận họ vượt trội hơn mình với sự biết ơn. Hiện tại tôi chưa có gì nên tôi phải vươn lên. Tôi đã có bức tranh trong tâm trí phải làm gì khi thành công. Tất cả ước mơ của tôi sẽ thành đạt khi được nhiều con người đồng thuận. Tôi trân quý con người đã đến cùng tôi, thông qua con người giúp họ đạt được mong muốn của họ là ta đã đạt được mong muốn của mình. Đã thành công rồi ta phải cúi xuống cho phù hợp tần số năng lượng cân bằng với hoàn cảnh xung quanh, giúp cho người thấu suốt được nhân sinh. Có nhân cách khiêm tốn chân thật là đã thành công. Em xin hát tiếp cái bài giàu nhân cách em mới viết hồi sáng nay ạ. Ta tập hợp hết 9 yếu tố nhân cách. Đó là cái nhân của môi trường tốt, phấn đấu để kiện toàn nhân cách. Có 3 người kiện toàn nhân cách trong một công ty thì đủ để tạo tốt một môi trường kinh doanh. Cho được thành công ở gia đình thì kinh doanh sự nghiệp sẽ thành công. Nếu ta có cái nhân bên trong là trí tuệ thì nhìn người khác có trí tuệ đã được bộc lộ ra, cho người khác thấy ta có trí tuệ rồi để nhiều con người giữ tấm hình về chúng ta. Có cảm nhận cảm xúc về ta là đại diện cho nhân hiệu của mình. Dựa trên nhân cách kiện toàn thì nó mới bền lâu. Nhân cách là tập hợp những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm được biểu hiện thông qua hình ảnh tâm trí và giá trị người đó đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội ở con người. Giàu nhân cách hay còn được gọi là nhân cách kiện toàn là tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm được biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Làm người thành công mà làm việc chưa thành công là tạm thời. Làm người chưa thành công mà làm việc thành công cũng là tạm thời. Làm người thành công, làm việc thành công, chắc chắn thành công cho mình. Làm người mà người khác thích ở gần là người thành công.
người khác thích ở gần với người có sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin. Thích gần với người có trí tuệ, có nguồn năng lượng trân trọng, biết ơn. Có lòng yêu thương và bao dung được cho con người. Thích ở gần với người biết vươn lên cúi xuống phù hợp. Đó là người khiêm tốn với sự chân thật trong mà ta. Nhân cách chân thật là cái nhân ở bên trong. Nên ta cảm thụ ở bên ngoài nó là như vậy. Bồi dưỡng nhân cách chân thật cho bản thân. Tri thức nói ra hạn chế suy nghĩ của mình. Biết mình đang nói điều mình nói của mình. Mình nghe thì chỉ biết mình đang nghe ở hiện tại. Khi ngừng nói là biết mình đang thấy thôi. Khi tiếp thu trí thức thì mình biết mình đang biết như vậy. Với trạng thái này thì nó tự hạn chế suy nghĩ mà thôi. Qua thời gian thì người ta sẽ biết mình chân thật. Nếu ta chỉ biết mình đang nói thôi. Ta nói ra là do tổng nghiệp. Lúc đó là điện từ cân bằng của ta. Đây là loại trí thức không biết không biết của mình. Nếu muốn có nhân cách chân thật thì làm ba cái này. Khái niệm sinh qua nó đơn giản có được. Những nhân cách khác nó sẽ đến với ta. Làm ba cái này thì được nhân cách chân thật. Học để ngộ thì sẽ hiểu mà thôi. Rất là biết ơn thầy ạ. Em tâm đắc ngộ ra tri thức của thầy á, em ghi hết vô bài ca, có nhiêu đó em xin hết ạ. Dạ. Thầy ơi, thầy đâu mất tiêu rồi thầy. Rất là biết ơn thầy. À, thầy đã này, cho anh nghe bản nhạc cái nữa thì tới dạ. Tới ấy rồi cho nghe bản nhạc cái vô học ha. Dạ, rất là biết ơn thầy. Em xin tắt mic tắt hình ạ. À. Dạ. À, rất biết ơn thầy. Dạ. Dạ. Chúng ta quay lại nghe các anh chị, quay lại học nghe các anh chị. Biết ơn các anh chị đã đồng hành tới buổi ngày hôm nay là buổi thứ 18. Chúng ta đã tìm hiểu về nhân cách chân thật khiêm tốn rồi, trân trọng biết ơn, bao dung và yêu thương. Thì yêu thương, chúng ta tham gia lớp học yêu thương của cô Hoàng Anh. Còn nhân cách vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ,
thì chúng ta tìm hiểu sâu sắc sau. Nhưng mà nếu muốn mang lại điều này thông qua ngôn thí là chúng ta có thể làm được. Ngôn thí. Vậy thì một con người trong quá trình toàn đi chia sẻ, hỗ trợ cho các anh chị về nâng tầm nhận thức nội tâm, thì tôi coi toàn phát hiện ra một người chỉ cần thấu suốt được cái nhân duyên quả, thấu suốt được nhân duyên quả, được gọi là thấu suốt hay thấu hiểu được nhân duyên quả. Nếu thấu suốt được nhân duyên quả thì tự khắc cái người đó sẽ có sự vui vẻ, hy vọng và niềm tin trí tuệ. Thấu suốt nhân duyên quả. Nên nếu ai đó dùng cái lời nói của mình mà giúp đỡ cho người khác á, thấu suốt được cái nhân duyên quả, thì người đó sẽ là người mang lại cái sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ cho người khác. Toàn lặp lại câu nói vừa rồi. Một ai đó nếu mà dùng lời nói của mình hay là dùng phương tiện gì đó mà giúp cho một con người thấu suốt nhân duyên quả, thì sẽ giúp người ta có được cái vui vẻ, hy vọng và niềm tin và trí tuệ. Thì các anh chị đã tới thời điểm này, các anh chị đã nắm bắt được một phần nhân duyên quả rồi đó. Các anh chị hôm ngày, các anh chị còn hỏi các anh chị là các anh chị nắm bắt liền hả? Theo công thức cội nguồn cuộc sống á, theo công thức cội nguồn cuộc sống, chúng ta biết được nhân sâu nhất trong con người chúng ta mà quyết định cái hiện thực cuộc sống của chúng ta có phải là hình ảnh tâm trí không các anh chị? Các anh chị nhớ cái này không? Nhân sâu nhất trong con người chúng ta theo công thức cội nguồn cuộc sống có phải cho các anh chị biết được rằng hình ảnh, hạt mầm hình ảnh trong tâm trí chính là cái nhân trong con người chúng ta không? Các anh chị xác nhận giúp toàn một cái. Có phải công thức cội nguồn cuộc sống nó giúp cho các anh chị thấu suốt được rằng, thấu hiểu được rằng là hình ảnh trong tâm trí nó quyết định hiện thực cuộc sống bên ngoài của chúng ta. Vậy thì có phải nhân trong con người chúng ta là hình ảnh tâm trí không? Vậy thì nhân tốt trong con người chúng ta là gì các anh chị? Là hình ảnh, hình ảnh tốt đẹp, hình ảnh tốt đẹp về con người, về cuộc sống này nói chung, thì được gọi là nhân tốt trong con người chúng ta. Được ha? Nhân trong con người chúng ta theo góc nhìn của cấu trúc con người có phải là công đức phước đức không các anh chị? Công đức phước đức không? Là nhân tốt trong con người chúng ta không? Nếu chúng ta tích tạo được công đức phước đức thì nó sẽ thuận duyên, các hạt mầm thức duyên quả sẽ trổ ra quả như ý, lựa chọn các hạt mầm thức duyên quả để cho ra quả như ý.
được không? Và nhân tốt trong con người chúng ta có phải là các khái niệm nguồn có lợi không? Khái niệm nguồn có lợi. Vậy thì tôi hỏi các anh chị nè, nếu một người muốn có một cái sức khỏe tốt, muốn có một cái sức khỏe tốt thì đầu tiên là họ có được cái hình ảnh về sức khỏe mà họ mong muốn. Mỗi lần nghĩ về sức khỏe, trạng thái rung động điện từ của nội tâm á, theo chiều hướng cân bằng và hướng dương, hay nói cách khác là họ cần phải tích tạo thêm cái nguồn điện từ, cái nguồn, cái khối công đức phước đức, và họ phát triển các khái niệm nguồn có lợi liên quan tới sức khỏe, thì các anh chị cảm nhận được nhất định người đó sẽ khỏe mạnh không? Các anh chị hình dung lại nè ha. Một người chứa nhiều cái khái niệm nguồn có lợi về lĩnh vực sức khỏe, phát triển các khái niệm nguồn có lợi về lĩnh vực sức khỏe. Sau đó mỗi lần nhắc đến sức khỏe thì họ có một cái trạng thái rung động điện từ nội tâm rất là cân bằng và hướng dương. Có nghĩa là họ tích tạo được công đức phước đức cho cái sức khỏe của họ. Rồi họ có hình ảnh tâm trí tốt về sức khỏe. Thì theo các anh chị, cái người đó khỏe mạnh không ạ? Các anh chị hình dung coi người đó khỏe mạnh không? Khỏe. Vậy thì tương tự như vậy, bây giờ hôn nhân gia đình nè. Ai đó ai có kỳ vọng hôn nhân gia đình hòa hợp hạnh phúc không? Chúng ta luôn luôn kỳ vọng hôn nhân gia đình hòa hợp hạnh phúc. Vậy thì chúng ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi trong hôn nhân. Phát triển các khái niệm nguồn có lợi trong hôn nhân. Sẽ đã tích tạo công đức phước đức trong hôn nhân. Đặc biệt là phước đức trong hôn nhân. Sau đó thì có gõ hình về một hôn nhân hòa hợp như thế nào? Thì có phải họ chuyển đổi đời sống hôn nhân của họ không? Vậy thì nếu mà chúng ta cho một ai đó biết được cội nguồn cuộc sống của họ theo cả ba góc nhìn khoa học, tôn giáo và đạo lý, thấu suốt được chính do hình ảnh trong tâm trí, do khối điện từ trong cơ thể và các khái niệm nguồn trong cơ thể mà nó quyết định, thì có phải người ta cho người ta cái công thức để thay đổi nó, thì có phải là mang lại sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ cho con người không? Các anh chị nắm ý tới đây. Rồi vậy thì bây giờ mình luận nè. Em hỏi chị Hương cái đi. Chị Hương hổm gài học giỏi nè. Em hỏi chị Phạm Hương cái ha. Em cho em dạ, giao lưu. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Cái nhà chị. Dạ, em biết ơn thầy. Vậy thì một ai đó có một cái vấn nạn về tài chính đi. Theo chị, dạ, cội nguồn từ đâu? Cội nguồn từ suy nghĩ của họ thầy ạ. Từ đâu chị? Từ suy nghĩ của họ. À vậy thì không phải. Tức là từ nhận thức của họ về tài chính ấy, thầy có cái không, nguồn không phải đấy. Chị phải nói chắc chắn như thế này. Thứ nhất là do hình ảnh tâm trí của họ chứa đựng về cái tài chính, hình ảnh không tốt về tài chính. Thứ hai, khối điện từ mỗi lần nhắc đến cái tài chính á, trạng thái rung động điện từ nội tâm của người đó theo chiều hướng âm, và họ chứa quá nhiều khái niệm nguồn bất lợi về tài chính mà vấn nạn tài chính nó sẽ diễn ra. Dạ em biết ơn thầy. Hiểu ý này không? Chị hiểu ý em nói không? Chị dạ. Nói cái gì cũng được chân, nhưng không vào gốc rễ ba cái này thì nó không phải là đúng là gốc rễ của vấn đề người ta. Bây giờ nè, chị muốn giúp người ta hay là người ta muốn cải thiện cái vấn đề tài chính thì chị cho người ta công thức tư hướng dẫn này. Dạ. Thứ nhất, chị nói ấy.
Em lại dồn tâm vào là chờ thầy nói thì em ghi. Không, chị nói. Chị thì bây giờ muốn giúp đỡ anh ta về cái tài chính tốt hơn thì chị giúp đỡ anh ta bằng cách nào? Thứ nhất, kêu khuyên người ta làm gì? Trong thứ nhất là chỉ cho người ta tìm về cái khái niệm nguồn của họ, cái tâm trí của họ, hình ảnh. Không, đầu tiên là giúp cho anh ta phát triển các khái niệm nguồn có lợi về tài chính. Là ưu tiên số 1 để cho họ thay đổi thông tin đó chị. Dạ. Được không? Sau đó cho họ tích tạo công đức và phước đức ạ. Công đức, phước đức. Dạ. Sau đó thì cho họ một hình ảnh, hình ảnh tốt về cái tiền, là kế hoạch xài tiền có ý nghĩa kiểu sao, cho họ có hình về tài tiền. Dạ. Thì họ đổi về hiện thực. Chị cảm giác được nhất định đổi được hiện thực không? Có, nhất định đổi được. Về tài chính thì em hôm nay là bài học của em. Như cái về cái hạnh phúc gia đình thì em đã đổi được cái đó. Ừ, thì chị dùng công thức này chứ đâu. Dạ vâng, hạnh phúc gia đình. Rồi, bây giờ em hỏi chị nè. Vâng. Bây giờ em hỏi chị, một người nào đó có một cái vấn nạn về con cái thì do đâu, nguyên nhau đâu đâu mà có vấn nạn? Vấn nạn về con cái là nguyên do đâu mà họ có vấn nạn trong con cái? Đấy là đầu tiên là họ cũng phát triển khái niệm nguồn. Không, vấn nạn về con. Tại sao, do đâu, cội nguồn từ đâu mà người ta có vấn nạn về con cái của người ta? Là người ta không nhìn vô đây, nhìn vô đây, không nhìn cái nào mà ngoài cái tam giác này hết. Chị nhìn vô đây. Dạ. Do anh ta do đâu? Thứ nhất là do có hình ảnh không tốt về con. Thứ hai, mỗi lần nhắc đến con thì sao? Trạng thái rung động điện từ của nội âm của trẻ của người đó đối với con âm. Âm ạ. À, dạ. Rồi sao? Có khái niệm nguồn về con á, có khái niệm nguồn bất lợi về con, nên cuối cùng hiện thực của chị người đó về con có vấn đề. Hiểu không? Thưa thầy, hôm nay thầy cho em bài học. Tức là em có kết quả nhưng mà em lại không có nguồn công thức. Em không có công thức. Thì chị hiểu ý em nói không? Dạ. Bây giờ nè, chị luận lại tiếp nè. Nếu người ta đang có một cái vấn nạn về nào đó trong cái cuộc sống, về ví dụ như vấn nạn trong công việc đi. Thì bây giờ chị dựa vào đây, chị đoán ngay tại sao người ta có vấn nạn trong công việc. Đâu, chị đoán ngay tại sao người ta có vấn nạn trong công việc. Tại vì hình ảnh của họ không tốt ạ. À, hình ảnh chứa đựng trong công việc chưa tốt, họ chưa có tầm nhìn rõ ràng về cái nghề họ đang làm, đúng chưa? Vâng. Cái thứ hai, khi nhắc đến công việc thì sao? Công đức phước đức họ không toàn tâm toàn ý ạ. Dạ không. Họ chứa khối điện từ âm nên khi nhắc về công việc thì sao? Trạng thái rung động điện từ của nội tâm của họ theo chiều hướng âm. Thứ hai, ba là gì? Khái niệm nguồn không có lợi ạ. Có nghĩa là họ chứa nhiều khái niệm nguồn bất lợi về cái việc công việc của họ quá. Vậy thì chị muốn giúp họ có hanh thông trong công việc, chị khuyên họ làm sao? Chị khuyên họ làm sao? Thứ nhất là họ phải có hình ảnh tốt về công việc ạ. Nhưng mà đúng rồi, tiếp tục. Và họ có khối lượng tích tạo công đức, tạo phước đức trong cái lĩnh vực họ làm. Vâng. Họ thay đổi, họ phát triển thêm khái niệm nguồn. Dạ. Có lợi về nghề họ đang làm. Em biết ơn thầy. Thì nếu đúng là chỉ giúp cho họ phát triển các khái niệm nguồn có lợi về nghề, sau đó tích tạo công đức, phước đức trong nghề, rồi mới là gõ hình về nghề, thì lúc đó là họ thay đổi hành thông công việc liền. Dạ, chính là em luôn ạ. Sao? Chính là em luôn ạ. Bài học này chính là cho em luôn hiện tại đấy. À, thì chị đang có hình nè, với coi lại ăn rồi. Bây giờ một đứa trẻ, một bạn trẻ, mấy bạn học tập kém, họ có vấn nạn trong học tập thì sao? Thì do đâu? Cội nguồn từ đâu? Cội nguồn từ đâu mà một đứa trẻ có vấn nạn trong học tập? À, đó là có hình ảnh kém ạ. Kém. À, có hình ảnh tâm trí không tốt về học tập, đúng chưa? Vâng. Thứ hai, mỗi lần nhắc đến học tập thì sao? Thì luôn có nguồn năng lượng âm ạ. Trạng thái rung động điện từ của nội tâm. Chị lặp lại câu đó giùm em lặp lại 4-5 lần, nãy giờ chị không có lặp lại được gì cho vậy. Trạng thái
rung động, trạng thái điện từ rung động, rung đại rung động điện từ của nội tâm, từ rung của nội tâm rung động âm ạ. Năm, thứ ba là khái niệm nguồn bất lợi, bất lợi về học tập. Trời chỉ muốn giúp con làm sao ưu tiên từ nhân ra duyên rồi ra quả, đừng có đi từ quả, nhân duyên quả đi. Vâng. Nhân là gì? Nhân là cho con khái niệm nguồn có lợi. Vâng. Về học tập. Thứ hai là cũng tích tạo cũng... khối điện từ dương trong dương. Lĩnh vực học tập. Dạ. Đúng không? Dạ, khối điện từ dương trong lĩnh vực học tập. Dạ. Ừ, có nhiều cách lắm. Dạ, có cho con gieo duyên cho học tập, cho con tiền dư của con tặng học bổng cho những người dạy nghèo học giỏi, hàng hà sai số cách. Dạ. Ồ, rồi sao? Có gì? Có hình ảnh tâm trí tốt ạ. Có hình ảnh tâm trí tốt về học tập thì thôi. Em biết ơn thầy. Các khái niệm nguồn có lợi về học tập đơn giản lắm. Giống như học tập học cái môn gì thì cho giá trị gì trong tương lai. Học cái môn đó chỉ cần có tư duy đơn giản là hiểu liền, học 2-3 tiếng đồng hồ là thấu suốt gì. Nhiều cái khái niệm về trí nhớ, về đọc sách nhanh, nhiều cái khái niệm để cho đứa trẻ nó phát triển lắm. Hiện nay người ta làm nhiều lắm. Rồi bây giờ một người phụ nữ vướng mắc về cái chuyện trai gái nam nữ, không có vướng mắc về cái vấn nạn về cái việc tình cảm xảy ra thì cội nguồn từ đâu? Cội nguồn từ hình ảnh thứ nhất, của họ. Thứ nhất là hình ảnh tâm trí của họ. Thứ nhất là gì? Là hình ảnh tâm trí của họ về gì? Về cái hình ảnh về mối quan hệ con người với con người, nam nữ trai gái, hình ảnh không tốt. Dạ, biết ơn thầy. Họ chứa gì kệ họ, nhưng nhiều người chứa là đàn ông phụ bạc, rồi là quen với mình từ từ cũng phụ tình, nhiều chuyện phát sinh. Chứa hình nhiều cái đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là công đức phúc đức là nhắc đến mối quan hệ trai gái nam nữ thì họ có trạng thái rung động điện từ nội tâm âm ạ. Chị lặp lại đến câu đó cho em đi. Nhắc đến tình cảm hay trai gái nam nữ, trai gái nam nữ họ thì có rung động điện từ âm ạ. Trạng thái rung động điện từ theo chiều hướng, theo chiều hướng âm ạ. Âm và đồng thời gì? Có khái niệm nguồn bất lợi ạ. Bất lợi về... trong tình cảm, trong mối quan hệ trai gái nam nữ. Dạ. Rồi bây giờ muốn dạy, muốn họ muốn có được cái mối quan hệ hòa hợp tốt đẹp, hanh thông, hướng dẫn họ ai? Thì về họ phải có hình ảnh về sự họ phải có hình ảnh tốt về về mối quan hệ. Mối quan hệ. Hình ảnh tốt đẹp về mối quan hệ giữa con người với con người. Dạ. Gì nữa? Mà họ phải có công đức phúc đức, đó là tích tạo cái phúc đức trong mối quan hệ con người. Vâng, tích tạo mối phúc đức trong mối quan hệ con người. Và tiếp đây, nhân tức là khái niệm nguồn của họ phải là khái niệm nguồn có lợi trong trong mối quan hệ, trong hạnh phúc. Vâng, trong mối quan hệ hạnh phúc. À. Dạ. Bây giờ chị trở thành siêu sao luận về cội nguồn cuộc sống của anh ta do đâu? Bài học này mai em phải học lại. Phải là sao? Tức là mai em học lại nữa. Mai học lại là sao? Tức là trong thực tế, trong cuộc sống thì em nhận ra, nhưng mà để đúng cái quy chiếu như của thầy thì là em phải học lại. Và thiệt là tình học lại gì mà học lại, có gì đâu học lại. Em biết ơn thầy nhiều nhiều lắm á. Đúng là nhân duyên, hôm nay em được gọi đúng bài mà em đang nhìn tôi. Các anh chị hiểu ý không? Các anh chị hiểu ý không ạ? Các anh chị họ hiểu ý không? Nó đơn giản lắm, các anh chị có ba hệ quy chiếu chuẩn là tam giác hiện tượng, công đức, cội nguồn với coi cấu trúc con người. Rồi các anh chị dựa vào đó luận cội nguồn thôi à, muốn thay gì dựa vào ba đó thay, đừng có ngồi đó lăn tăn cái khác chi cho phức tạp.
Dạ, em biết ơn thầy ạ. Em xin biết ơn cả nhà đã chứa được em. Em xin tắt mic ạ. Chị tắt mic đi. Rồi. Rồi, vậy thì nhân tốt trong con người chúng ta có gì nữa? Nhân tốt trong con người chúng ta có trí tuệ nè. Có tâm thái nè. Vào trí tuệ, vào tâm thái là nhân tốt lắm đó. Vào nhân cách nè, là ba cái nhân tốt mà các anh chị đang bồi dưỡng nè. Mấy ngày nay nếu mà các anh chị có hình tốt nè, có tích tạo công đức phước đức, có khái niệm nguồn có lợi, sau đó bồi dưỡng có trí tuệ nè, có tâm thái, có nhân cách là nhân tốt lắm đó. Gọi gì nữa? Các anh chị có nhân tốt nó là gì? Phẩm chất nè. Vào phẩm chất nè. Các anh chị vào năng lực nè. Các anh chị vào thể chất nữa. Là con người chúng ta, theo các anh chị, nhân trong con người chúng ta thiệt là tốt không? Theo các anh chị, theo các anh chị thì chúng ta có hình ảnh tâm trí tốt đẹp nè, chứa công đức phước đức nè, có khái niệm nguồn có lợi nè, vào trí tuệ nè, vào tâm thái nè, vào nhân cách nè, vào phẩm chất nè, vào năng lực, vào thể chất, thì theo các anh chị nhân đó là nhân tốt không? Theo các anh chị nhân này nhân ngon không? Theo các anh chị nhân đã không? Đó, bồi dưỡng cái nhân này cho toàn. Làm sao ăn học trong quyết là bồi dưỡng cái nhân này. Mai Nguyễn cứ để tay. Bồi dưỡng cái nhân này ngon lên thì qua thời gian mình có nhân tốt. Sau đó duyên á, thì nhận thức nội tâm về con người á, các anh chị có biết nhận thức, nhớ nhận thức nội tâm về con người không? Cô Mai á, cô Nga cổ chia sẻ đó, nhận thức nội tâm về con người là duyên á, thì các anh chị có duyên lành. Nay mai chúng ta học quả như ý nữa là các anh chị nhân duyên quả xong hết luôn á. Bữa nay học về phẩm chất, thể chất, các anh chị học lớp sức khỏe nha. Thể chất các anh chị học lớp sức khỏe. Các anh chị tự học lớp sức khỏe để bồi dưỡng. Bữa nay tìm hiểu về phẩm chất. Bữa nay các anh chị tìm hiểu về phẩm chất. Nữa là coi như nhân này các anh chị tự rèn luyện đạt luôn à. Học thay gân đổi cốt rồi giúp toàn học thêm lớp sức khỏe. Sau đó bắt đầu bồi dưỡng cái nhân này thiệt là tốt. Hình ảnh chứa tốt, khái niệm nguồn có lợi, phát triển công đức phước đức, tích lũy hình ảnh tâm trí tốt về tương lai. Thì mấy ngày tới chúng ta học về quả, thì các anh chị sẽ thấy con nghề ước mơ, cuộc sống ước mơ bằng cảnh giới cuộc sống của con người chúng ta nữa. Thì lúc thời điểm đó là các anh chị sẽ làm sao cho nhân thiệt là tốt. Thì duyên lành là duyên. Hôm trước cô Nga chia sẻ về nhận thức nội tâm về con người ấy. Sau đó quả như ý là như thế nào nữa, thì các anh chị thấu suốt được nhân duyên quả thì tự khắc chúng ta có hy vọng, vui vẻ, niềm tin, trí tuệ liền ngay tức khắc à. Được không? À, rồi, Mai Nguyễn muốn nói gì chỗ này đây? Hãy giơ tay nè. Dạ vâng, em biết ơn thầy, biết ơn thầy đã gọi em, biết ơn cả nhà lắng nghe em. À, thầy ơi, hồi nãy là em có lăn tăn ngay cái phần mà về cái nghề của mình đó thầy. Nhờ thầy tức là trước đây em không có một cái định hướng về cái nghề của mình. Sau này em biết được cái nghề nó sẽ sinh ra cái nghiệp, và em đang bị vướng cái gọi là cái nghề nó tạo ra cái nghiệp. Cho nên em đang bị lăn tăn ở cái đó. Em chưa có phát triển, chưa có nhìn thấu suốt được cái nghề của em để mà em tận tâm với nghề thầy. Thì theo thầy học bấy lâu nay thì như em vẫn chưa có rõ. Hôm nay thì em nhận được cái nhân duyên quả này. Em thắc mắc là mình tập trung vào cái khái niệm nguồn có lợi, mình tạo công đức phước đức trong cái công việc của mình và mình có hình ảnh tốt về nó. Tại vì công việc của mình không phải lúc nào nó cũng có một cái hình ảnh tốt hết, thì mình tập trung vào cái hình ảnh tốt hay sao vậy thầy? Nhân duyên nó tốt thì tự quả nó tốt, tự có hình ảnh tốt. Cái nghề làm nghề gì vậy?
Bí mật à? Không có bí mật, em bây giờ đến giờ em không biết, em không bí mật nữa. Hiện tại là em đang làm công việc là gọi là nhất gọi là em xử lý thu nợ. Đúng rồi đó thầy. Thu nợ, nhắc nhở nợ người ta, đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà thầy biết đó. Thầy em cũng cố gắng tìm cho mình những cái cách tốt để giúp cho khách hàng, nhưng mà thì khách hàng cũng có nhiều loại, cũng có rất nhiều khách hàng, cho nên hôm trước hình như con bà chị ở ngân hàng nào đó, bà nhận cái nhiệm vụ đó mà bà thay đổi cái một là cuối cùng đạt doanh số rồi này kia, thay đổi nhiều cái lắm á. Hôm cứ con chị, người chị cũng có hình ảnh không tốt gì ngành mà quên tên bà, bà chị Minh hả, chị Tiết Minh, bà thay đổi lắm luôn á. Em nghe lại K19 đi, chị chia sẻ. Chị chia sẻ đã thay đổi sao đó. Khóa 19 không dạ thầy? Ờ, không biết chỗ nào nữa. Hôm trước chị cũng lên nói với anh câu này nè, cũng quên câu đòi nợ. Anh kêu chị đổi hình, cuối cùng chị đổi tốt lắm, cuối cùng chị đạt tốt lắm đó chứ. Em theo dõi đây. Đổi hình tức là... tại khách hàng của mình không phải có nhiều hình, có nhiều màu lắm thầy, cho nên không giờ... có vấn đề nằm ở đó. Em phải triệt để hiểu nè, hiện thực ở bên ngoài nó đang phản ánh cái nhân bên trong của em là hình ảnh hạt mầm tâm trí. Em đổi hình của em bên trong thì ngoài nó tự đổi, đừng nói khách hàng có vấn đề, em đang bị dính cái ngược nguyên lý này, hiểu không? Tức là cái hình bên trong của em có nghĩa là em học nè, em có học công thức cội nguồn cuộc sống chưa? Có. Vậy thì hình ảnh trong tâm trí quyết định hiện thực bên ngoài, đúng không? Vậy thì cái kết quả đang xảy ra do ai tạo ra? Do em. À, vậy thì em đang trách người ta bên ngoài, nên cuối cùng cái kết quả không nhân nhận thức được lên bậc 2 cội nguồn từ mình, thì cuối cùng không xử lý được. Hiểu nào? Tức là cái công việc nó cũng là cội nguồn cho mình luôn. Ừ, mình mà ra. Vâng à, biết ơn thầy. Hiểu ha. Từ phía bên trong em, biết ơn thầy. Dạ vâng ạ. Từ phía bên trong em, từ ngày em thấy vậy chứ em đang trách khách hàng mà. Em đang trách khách hàng, nói ông khách hàng dạng này dạng kia. Ừ. Đúng là khi em tiếp xúc khách hàng thì có nhiều khách hàng cũng rất là dễ thương, và có nhiều khách hàng không, không em dễ... không có, tất cả dễ thương không dễ thương đều do nhân bên trong em tạo ra hết á. Chưa thì chưa có thừa nhận đó. Vậy thì nhận thức không đổi gì sao giải quyết? Nghe lại cái ba hệ quy chiếu, đặc biệt là công thức cội nguồn cuộc sống, nghe lại cho kỹ ghi âm đó 10 lần. Vâng ạ. Ờ, nghe đi, nghe cả chục. Em ứng dụng nhưng trong việc em hay không đặt, em không ngộ ra cho mấy. Dạ dạ vâng. Em nghe 10 lần rồi. Dạ vâng, biết ơn thầy, biết ơn thầy. Nghe lại cái đó 10 lần ha. Ca này thì công thức cội nguồn cuộc sống buổi số 3 đúng không ta? Các anh chị. Ca này công thức cội nguồn cuộc sống buổi số 3 đúng không? Chắc buổi 3 đúng không cả nhà? Buổi ba cưng, nghe lại chục lần buổi đó đây. nghe lại đi cưng. Rồi xin mời Nhung Hoàng. Dạ em chào thầy, em chào cả nhà. Em biết ơn thầy đã gọi em ạ. Em giơ tay xong em lại hạ xuống, tại vì là cái câu hỏi này của em cũng muốn hỏi từ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay thầy gọi em thì em xin hỏi luôn. Thầy cho em hỏi một chút là em có cái nhân gì mà em cứ nhìn thấy anh em trong nhà cãi nhau? Hỏi câu, có câu trả lời rồi mà bà hỏi gì nữa bà? Cái nhân gì thì thấy anh em trong nhà cãi nhau, thì cái nhân là thấy anh em trong nhà cãi nhau là thấy hình đó, chứ có gì đâu mà ngồi hỏi. Thế thì bây giờ hỏi câu hỏi bóng tối như vậy sao trả lời? Và giống như chị cái hình dung nè, bị chị bị trúng tên,
bị người ta bắn tên độc. Ô, xong cái bắt đầu chị cầm tên lên, chị ôm tên, chị nói tên này từ đâu bắn, thuốc độc kiểu như thế nào vậy ta, ai thâm thù gì mình mà bắn mình, sao tìm cội nguồn của việc bắn đó. Sau đó xỉu. Người ta bị ra trúng độc rồi đúng không, ta kiếm thầy thuốc chữa bệnh đi, rồi chừng nào tỉnh thì tìm nguyên nhân sao, chứ bây giờ tìm nhân để làm gì, chữa bệnh đi. Thầy nói là em hiểu gì, nghĩa là thầy đứng dạy em là tất cả mọi thứ là đều từ cái nhân ở trong mình ra, mình mới nhìn thấy cái điều đấy đúng không ạ? Thì bây giờ chị ngồi đó thắc mắc nhân, tại sao không trả lời câu hỏi nghi vấn lại, quay lại nguyên lý số 2 là nguyên lý hỏi nghi ngộ hiểu á, đang hỏi câu hỏi tiêu cực gì thì tìm ra cái ngộ gì, tại sao nhân gì, tại sao nhân gì mà cái quả đó, thấy anh chị em trong gia đình cự lộn nhau vậy, thì theo các anh chị câu cứ hỏi đó nó quá tiêu cực không, vậy thì cái quả chị nhận là gì, chị hỏi câu hỏi đó xong chị ngộ ra kết quả làm sao, tìm ra được cái câu hỏi đó làm gì, thay vì đặt nghi vấn khác lại đi chứ ngồi đó tìm ra cái đó anh chị. Chưa chịu nữa hả? Sao đầu óc còn cứng nữa hả? Chưa chịu nữa hả? Ý em là tìm ra được cái nhân đấy để mình làm cái việc gì để mình thay đổi được cái việc đấy. Tìm chi? 100% nhân đó nó gõ gốc gõ là hình nó đã ấy. Thì trong hàng hà sa số đời huân tập cái đó vô tàng thức của chị, hình ảnh đó giờ cũng giải thích chi vậy? Hàng ngàn đời trong đó, trong cái cấu trúc con người đã nói rất rõ cái điều đó rồi, tại sao nó hiển nhiên là hình ảnh tâm trí không tốt rồi, thì bây giờ làm lớn những điều tốt trong gia đình lên là xong, chứ có gì đâu mà ngồi đó hỏi tại sao nhân gì, trong khi đó là nhân rồi mà hỏi tại sao nhân gì là sao. Chị có học cấu trúc con người liên quan tới quá trình huân tập của tổng nghiệp hàng hài sao đố đời trong nhân duyên không, có học cái đó không? Có. À, có học cái đó, tại em biết chị học nên em hỏi chị đó. Em biết chị học giỏi lắm, sao vô lên đây hỏi câu hỏi gì kìa. Nè, nó huân tập như vậy, tạo nên cái tổng nghiệp như vậy, tổng nghiệp như vậy thì nó ra cái quả như vậy. Thì bây giờ ngồi đó ngồi cạnh tranh làm gì, ngồi nó nói năng làm gì nữa, nó nhân vậy rồi, hỏi nhân nó từ đâu nó là sao. Vâng, thì... đúng không? Em nói đúng không? Nó đã nhân rồi mà chị còn hỏi nhân đó từ đâu mà kia, em không trả lời cho chị mà chị còn muốn hỏi nhân hoài vậy. Đúng chưa? Có phải nó huân tập hàng hài sơ số đài thông qua nghe thấy nói biết trong nhân duyên gì đó, mình chứa đựng trong đàn thức, mỗi lần nhắc đến nó hiện hình ra những cái hình ảnh tiêu cực về gia đình của mình, anh chị em của mình, đúng chưa? Rồi cái đó là nhân đó, thì ra quả chưa? Bây giờ thay đổi trạng thái rung động điện từ nội tâm đối với cái đó thì nó đổi nhân đổi quả. Hôm trước học công thức rồi mà. Biết là có đổi được không thầy ạ? Tại vì là cái tình trạng giữa chồng em với anh trai chồng em nó rất là căng thẳng. Thầy vậy mới ăn học á, ăn học chị có niềm tin là lớp học này có giúp cho nhiều con người đổi cuộc sống không? Chị không tin bản thân chị cũng phải tin tri thức của các thiện đại tri thức cao nhân chỉ điểm chứ, nói chuyện gì kiểu gì kỳ ấy. Tại sao không biết nâng nhận thức lên bậc 2, cội nguồn từ mình mà phát sinh bậc 3 không có vấn đề, rồi sau đó từ đó ok. Tại sao không nâng nhận thức để thấy không có vấn đề mà ngồi đó thấy vấn đề tầng bậc 1 mà còn nói không biết đổi được hay không là sao? Chị được quyền hoài nghi bản thân của mình, cũng không được quyền hoài nghi gì tri thức của các thiện đại tri thức chỉ dẫn nâng tầng bậc nhận thức chứ. Dạ vâng, em xin lỗi thầy. Chị đâu được hoài nghi kiểu gì kỳ vậy? Hả? Hiểu ý không? Hiểu ý không? Chị đã học các tầng nhận thức nội tâm, nếu chị nâng lên được tầng bậc 3 thì có phải chị không còn thấy vấn đề nữa không? Chị thì lúc đó cần xử lý sao? Chị thì do mình chưa nâng được những tầng như vậy chứ chị đâu được quyền nói đổi được hay không? Chị đâu nói được gì? Chị nghe lại cái bài cấu trúc con người 10 lần giống như bé Mai đi. Dạ vâng. Bé Mai nghe cái công thức cội nguồn cuộc sống, còn chị nghe cấu trúc con người 10 lần đi, chị sẽ thấy thay nhân đổi quả trong tích tắc. Vâng, em biết anh thầy. Nghe thêm bài trí tuệ, tầng bậc trí tuệ vô nữa. Trời, em muốn hỏi từ buổi rồi. Em
Em thấy chị học lâu rồi nên em mới nói chị đó, chị mới học kêu chị nghe không khỏi nói cho mệt. Tại vì chị thiếu cái khái niệm, thiếu cái khái niệm của những ngày đầu tiên học tập á, không có kỹ á, nên cuối cùng quay qua không có nâng được nhận thức cội nguồn từ chính mình, chính những hạt mầm trong tâm trí mà tạo ra hiện thực đó, đổi bên trong đổi ra ngoài mà ngồi đó lăn tăn hỏi tại sao. Còn nếu mà giải thích không được từ cái đó thì chừng giải thích được qua cấu trúc con người là quá trình huân tập của nghe thấy nói biết, nó huân tập qua tàng thức của lớp tánh lớp tình của người đó, cái nó huân tập vô tàng thức thì hàng ngàn hàng hàng sai số nghiệp duyên đó, thì bây giờ mình thấy được cái quả đó do cái ý ông ý mình đặt lại cái cây đó, lúc nào cũng trạng thái rung động điện từ theo chiều hướng âm, bây giờ chị cân bằng nó hướng theo hướng dương thì nó đổi quả thôi chứ có gì đâu. Dạ vâng, em biết ơn thầy ạ. Nắm không? Dạ có, em nắm. À, nó gõ như vậy hết trơn rồi, tri thức nó đã gõ hết một một hết rồi mà hỏi. Hỏi sao hỏi được hả? Nghe lại đi, nghe lại tam giác công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người đồ lại đi, mấy cái nghe đó đi, nghe cho nó kỹ, ghi chép đồ ra đàng hoàng, tự cắt nó dạ. Một bức tranh nó gõ nét hết trơn từ đầu tới cuối, ai học từ buổi số 1 tới buổi ngày hôm nay thì coi như là mọi vấn đề bắt đầu giải quyết hết rồi đó. Dạ vâng, em biết ơn thầy đã chỉ điểm cho em biết ơn cả lớp. Rồi mình lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm mà, nên từng bước từng ngày dạ vâng. Trời, người ta đã tính toán hết trơn cái lộ trình này, nếu ai học bữa nay là xóa tan hết trơn hình ảnh tiêu cực rồi đó. Ừ, hổm gà chắc không học gì quá hay gì. Em có học nhưng mà em học buổi sau thì quên mất buổi trước thì ạ. À, nó thấy chưa? À, quên là đúng, nhưng mà quên này là do lãng trí sao đó chứ nó đúng như vậy chứ. Thôi, nghe lại đi. Em vẫn nghe lại cái là giải quyết được, nó rất là đơn giản, mấy cái này không có cái gì mà lăng tăng. Đâu có gì đâu. Em vẫn biết là mình muốn điều gì thì mình sẽ có hình ảnh. Hình ảnh tốt. Nghe lại đi, nghe lại đi. Mình muốn nghe lại đi. Thiếu phước báo của không có thấy hình ảnh tốt được đâu. Nghe lại đi. Vâng, vâng. Vâng, em biết ơn thầy. Thục Linh Đoàn. Dạ. Em chào thầy ạ, em chào cả nhà. Em trân trọng biết ơn thầy và cả nhà cho em được phát biểu ạ. Dạ thầy ơi. Thầy ơi, hôm nay học ngon quá thầy ơi. Học cái nghe xong cái này cái tự nhiên cái niềm tin trong em nó lớn á, em cảm thấy sao mà nó Hello bạn nhỏ. Sao mà nó rung động mình nó cảm xúc quá thầy, nó thấy nó ngon quá. Tại vì sao thầy biết không? Trước đây là như em là theo tôn giáo, là ví dụ như Phật giáo thì cũng có cái tin là nếu mà mình sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc sau khi mà mình bỏ báo thân, hoặc là bên Thiên Chúa thì là sinh về bên nước Chúa. Thì trong kể cả trong gia đình em đi cũng có hai cái luồng đấu nhau là không bao giờ mà có cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà đừng có cái chuyện mà hở sống trong cái cõi này mà về đó. Nhưng mà em tin. Em kêu là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xong rồi nhưng mà hôm nay thầy nói về cái nhân duyên quả này, cái trời ơi sao mình thấy cảm xúc nó đã quá. Cái nghĩ là thì cái nhân duyên quả thì mình cứ hôn tập những mình, khi mình nghĩ về cái tần số đó thì nó cũng là một cái tần số mang một cái trạng thái rung động điện tử của nội tâm, mà khi mình nghĩ về cái thế giới đó tự nhiên mình cảm thấy mình vui, mình nâng cái nên nó dương lên, xong rồi mình hôn tập các cái khái niệm nguồn có lợi. Thì có nghĩa là trong kinh thì nói như thế nào, thế giới đó ra sao, miêu tả ra sao là mình không tập hết rồi, bắt đầu mình không tập các cái khái niệm đó. Thì muốn biết khái niệm thì mình cứ đọc trong kinh của A Di Đà là nó có các cái nói hết về thế giới đó rồi, xong mình sẽ có cái hình ảnh rồi mình hành động mình tốt, xong mình theo như cái lời thầy là tam giác hiện thực đó là mình đi huân tập cái công đức phước đức. Thì nói chung em nghĩ là có nước Chúa cũng có, mà thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng có, mà chư thiên cái nào cũng có hết. Quan trọng là mình cái rung động điện từ hay là cái tần số của nội tâm mình tắt cái tần số nào thì là nó có tần số đó, chứ bây giờ là không cậy có cậy không nữa,
mà là tùy ai muốn tin như thế nào thì tin, không có cãi nữa. Em trước đây là em cãi, em kêu có đó, không là bắt đầu mâu thuẫn, nhưng bây giờ em biết rồi, thôi không cãi nữa, ai tin như nào tin, tin cái gì là có cái đó, kệ, không cãi. Dạ, yeah. Nên hôm nay em thấy học nó vui mà nó đã quá thầy ơi. Dạ, yeah, em biết ơn thầy và em biết ơn cả nhà. Thôi cả gia đình đi chơi đi. Dạ, yeah, dạ, yeah, em biết ơn thầy và cả nhà. Dạ, yeah, em xin tắt điện ha. Dạ. Dạ. Đi chơi vui, thấy hào hứng, chia sẻ. Nhìn lại nè các anh chị nhìn vô hình này. Ôn bài lần chút chuẩn bị bước qua phẩm chất hay là nay mai hiểu, các anh chị phải hiểu hết cái này rồi mới bước qua phẩm chất được. Nè. Đầu tiên á, mình phải hiểu nhân sâu nhất trong con người của mình chính là những hình ảnh chứa trong tâm trí, các khối điện từ âm dương và cân bằng, và những cái khái niệm nguồn trong con người của mình. Các anh chị đồng thuận với Toàn là nhân sâu nhất trong con người mình là cái đó không? Các anh chị đồng thuận với Toàn là nhân sâu nhất trong con người của mình đồng thuận với Toàn là nhân sâu nhất là cái này không? Cài nhân cạn hơn nè, nhân cạn hơn chút xíu là mình có trí tuệ sao, tâm thái thế nào và nhân cách sao, nó đại diện cho cuộc sống của mình không? Nhân nó cạn hơn chút á, nó sâu rồi nó cạn chút xíu thì mình có trí tuệ thế nào, tâm thái sao và nhân cách thế nào là đại diện cho cuộc sống mình ra ngoài, đúng không? Rồi mình có phẩm chất thế nào, năng lực sao và thể chất thế nào nữa thì là nhân bộc lộ ra ngoài luôn, bộc lộ ra ngoài cái năng lực, bộc lộ ra ngoài thể chất, bộc lộ ra ngoài phẩm chất. Nếu tính á, thì nó cũng là quả của trí tuệ, tâm thái và nhân cách, nhưng nó cũng là nhân để đạt ra những cái điều bên ngoài, về quả bên ngoài. Nên là mình liệt nó vào cái này cũng là nhân cạn nhất trong con người mình. Được chưa? Chúng ta chứa những hình ảnh tâm trí tốt, có khái niệm nguồn có lợi và tích tạo được công đức phước đức, vào trí tuệ, vào tâm thái, vào nhân cách, vào phẩm chất, vào năng lực, vào thể chất, thì theo các anh chị nhân con người mình ngon không? Các anh chị cần nói thử ai nhân con người mình vậy thì sao? Nhân ngon dữ không? Các anh chị cảm giác nhân này sao? Nhân này ngon. Sau đó bắt đầu chúng ta làm gì? Có nhận thức nội tâm về con người. Chúng ta trong đầu chúng ta nè, nhìn con người thì họ không là cao nhân thì là quý nhân, không là quý nhân thì là nhân mạch, không là nhân mạch thì là thần tài, không là thân tài thì là nhân tài, không là nhân tài thì là minh sư, không là minh sư thì là chuyên gia, không là chuyên gia thì là thầy cô, không là thầy cô thì thiện đại tri thức. Chính dạng người. Được chưa? Sau đó mình mới coi ai những con người bên cạnh mình á, mức độ mối quan hệ từ quý mến, từ cái quen biết hay quen thuộc, quý mến hay tin tưởng thân thiết, nâng cấp nó lên. Được chưa? Mình thấy con người là thầy của mình. Con người không là con đường thì là cây cầu. Con người là vốn quý. Ồ, sau đó đối diện với con người thì nhận thức tầng bậc 2 với con người là cội nguồn từ chúng ta, từ ta. Nhận thức tầng bậc 3 là tánh không. Được chưa? An vui với con người. Thấy không? Tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm gì phù hợp với con người thì duyên lành nó sẽ kéo đến. Được không? Duyên lành chúng ta kéo đến. Sau đó chúng ta gặt quả. Mấy ngày nữa chúng ta học nghề ước mơ, cuộc sống ước mơ và cảnh giới cuộc sống của chúng ta như thế nào. Thì lúc đó coi như các anh chị là kiến tạo được, được nhân duyên quả. Được không? Thấy nó đơn giản không trời? Đơn giản không? Mấy ngày nữa chúng ta sẽ học quả luôn, nhân với cái bữa nay. Nó đơn giản gì đó, duyên các anh chị học rồi. Mấy ngày vẽ lại cái tam giác hiện thực cho các anh chị về cái đó. Rồi
Sau đó về duyên thì các anh chị an vui đối với con người, các anh chị bao dung cho con người, các anh chị trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người và những gì họ làm cho chúng ta. Các anh chị sẽ tạo nên một nhóm con người đồng ngôn, đồng thuận với chúng ta và đồng hành cùng chúng ta. Được ha. Thì tạo được duyên lành rồi thì đơn giản để gặt quả như ý, có cuộc sống ước mơ, cảnh giới cuộc sống cao. Vậy thôi. Rồi, ai cảm thấy nghe xong cái một có hy vọng, có niềm tin, có trí tuệ, có sự vui vẻ luôn không? Vậy thì toàn quan sát sau nhiều năm á, ai cũng có thể đơn thuần mang lại sự vui vẻ cho người khác, nhưng giúp cho con người thấu suốt nhân duyên quả thì sự vui vẻ sẽ lâu bền, hy vọng lâu bền, niềm tin lâu bền và trí tuệ lâu bền. Trí tuệ nó bền vững, thấu suốt nhân duyên quả. Được ha. Thôi vậy thôi thì quay trở ngược lại nhân nữa đi. Phẩm chất, bữa nay học thêm phẩm chất nè. Phẩm chất ha. Phẩm chất hả? Nó có một cái khái niệm tên gọi là phẩm chất ưu tú. Phẩm chất ưu tú. Nó có những cái thuật ngữ như thế này, các anh chị nhớ giúp Toàn nè. Tâm thái an vui, nhân cách kiện toàn, phẩm chất ưu tú. Những cái đó các anh chị thường xuyên, các anh chị nói nó đã lắm. Trí tuệ học giả, tâm thái an vui, nhân cách kiện toàn, phẩm chất ưu tú. Trí tuệ học giả, tâm thái an vui, nhân cách kiện toàn, phẩm chất ưu tú. Phẩm chất thì đơn giản, các anh chị ghi vô là xong à. Còn đọc các anh chị ghi cái là xong. Phẩm chất thì có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí, có tín. Phẩm chất thì có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí, có tín. Rồi. Các anh chị ghi cái là xong. Đơn giản. Phẩm chất là tính chất bên trong nội tâm của một con người. Phẩm chất, tính chất bên trong nội tâm của một con người. Người giàu phẩm chất hay còn gọi là người có phẩm chất ưu tú. Phẩm chất là tính chất bên trong nội tâm của một con người. Người giàu phẩm chất hay còn gọi là người có phẩm chất ưu tú, hay còn gọi là phẩm chất ưu tú, là người đạt trạng thái đủ đầy, là người đạt trạng thái đủ đầy cả năm yếu tố nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Người giàu phẩm chất hay còn gọi là người có phẩm chất ưu tú,
là người đạt trạng thái đủ đầy. Cả năm yếu tố nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Trên cả bốn động lực sinh tồn, trên cả bốn động lực sinh tồn là bản thân, trên cả bốn động lực sinh tồn là bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội. Ý nghĩa như sao? Ý nghĩa là một người nào đó họ sống, họ sống có nhân với bản thân, nhân với gia đình, nhân với tổ chức, nhân với xã hội. Họ sống có lễ với bản thân, có lễ với gia đình, có lễ với tổ chức, có lễ với xã hội. Họ sống có nghĩa với bản thân, nghĩa với gia đình, nghĩa với tổ chức, nghĩa với xã hội. Họ sống có trí với bản thân, trí với gia đình, trí với tổ chức, trí với xã hội. Họ sống có tín với bản thân, tín với gia đình, tín với tổ chức và tín với xã hội. Nên được gọi là gì? Có đạt trạng thái đủ đầy cả năm yếu tố nhân, lễ, nghĩa, trí, tín trên cả bốn động lực sinh tồn là bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội. Rồi, các anh chị ghi giúp Toàn. Đầu tiên là nhân. Nhân. Hiểu một cách đơn giản là yêu thương. Nhân. Hiểu một cách đơn giản là yêu thương. Nhân. Hiểu một cách đơn giản là yêu thương. Nhân. Hiểu một cách đơn giản là yêu thương. Liên quan đến tánh người là tánh tài. Liên quan tới tánh người là tánh tài. Rồi. Liên quan tới tánh người là tánh tài. Rồi, anh chị ghi. Người yêu thương bản thân, đầu tiên là nhân đối với bản thân, thì nhân được gọi là yêu thương. Nhân hiểu cách đơn giản là yêu thương. Liên quan tới tánh người là tánh tài. Vậy thì người yêu thương bản thân, người yêu thương bản thân là người cho bản thân, người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản. Người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản. Phải nhu cầu an toàn, phải nhu cầu kết giao mối quan hệ, phải
nhu cầu được quý trọng. Phải nhu cầu được thể hiện mình. Toàn xin phép đọc lại. Người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội, nhu cầu được quý trọng và nhu cầu được thể hiện mình. Được không? Được không? Các anh chị nắm được tới đây. Rồi đọc lại thử đây. Là sao? Người yêu thương bản thân là sao? Hiểu một cách đơn giản, nhân chính là yêu thương liên quan tới tánh tài. Người yêu thương bản thân là người cho bản thân sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội, nhu cầu được quý trọng và nhu cầu được thể hiện mình. Rồi vậy thì bây giờ nếu chúng ta nói một người yêu thương, một người yêu thương gia đình thì sao? Liên quan tới tánh tài là tánh người á, khi mình có nhân thì tài sẽ tăng trưởng. Rồi các anh chị nghĩ ai bây giờ Toàn gọi đại ai cái Toàn hỏi bây giờ nếu vậy thì mình yêu thương gia đình là sao, dựa vào định nghĩa đó thì các anh chị phát triển ngay, phát triển khái niệm yêu thương gia đình đây. Gọi đại ai ha. Gọi Khuất Thị Thu Vui đi. Rồi. Đâu phát triển khái niệm yêu thương gia đình đây, người yêu thương gia đình đây. Dạ vâng, em chào thầy ạ. Em rất là biết ơn thầy đã gọi em. Thưa thầy, em xin trả lời ạ. Người yêu thương gia đình. Người yêu thương gia đình là người cho gia đình của mình cái sự đủ đầy về góp phần. À, là người yêu thương gia đình, là người góp phần làm cho gia đình của mình góp phần cho gia đình sự đủ đầy về, các cái nhu cầu cơ bản. Thứ hai, nhu cầu về an toàn, sự an toàn. Các cái nhu cầu về các mối quan hệ của gia đình, nhu cầu về kết giao mối quan hệ xã hội của gia đình, nhu cầu về sự quý trọng và nhu cầu được quý trọng, nhu cầu thể hiện của gia đình. Gia đình mình. À, em xin hết. Mình góp phần vậy thì mình yêu thương tổ chức thì sao? Thưa thầy, yêu thương tổ chức thì mình cũng y như thế, tức là mình cũng góp phần làm cho tổ chức của mình có được đúng rồi, đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội, nhu cầu được quý trọng và nhu cầu thể hiện của tổ chức. Mình yêu thương xã hội thì sao? Mình yêu thương xã hội thì mình cũng là một cái người để góp phần làm cho cái xã hội được đủ đầy về các cái nhu cầu cơ bản, nhu cầu được an toàn, nhu cầu kết giao mối quan hệ, nhu cầu quý trọng mà nhu cầu được thể hiện xã hội. À vậy thôi, có nhiều đó hết rồi đó. Vâng. Các anh chị tự phát triển cái định nghĩa. Biết ơn chị ha. Dạ vâng, em biết ơn thầy, em chào thầy, chào cả nhà. Em xin tất mình ạ. Dạ. Các anh chị nắm được ý này không các anh chị? Các anh chị nắm được ý này không? Có nghĩa là các anh chị nếu yêu thương gia đình thì các anh chị đưa vô chữ góp phần là được, là xong, phát triển xong. Các anh chị đưa vô góp phần là xong cái định nghĩa này.
Rồi, các anh chị qua lễ. Các anh chị qua lễ. Lễ hiểu một cách đơn giản là lễ phép và lễ phải. Lễ lễ hiểu một cách đơn giản là lễ phép và lễ phải. Liên quan tới tánh người là tánh thùy. Giống như người có lễ thì ngủ nghỉ cũng không có bị lo lắng. Lễ phép và lễ phải mà. Liên quan tới tánh người là tánh thùy. Rồi, các anh chị ghi giúp Toàn. Người lễ với bản thân. Người lễ với bản thân. Người lễ với bản thân là người trân trọng biết ơn sự hiện diện của bản thân. Người lễ với bản thân là người trân trọng biết ơn sự hiện diện của bản thân. Người lễ với bản thân là người trân trọng biết ơn sự hiện diện của bản thân. Là người cho bản thân cơ hội được tiếp nhận và thấu hiểu. Là người cho bản thân cơ hội được tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật. Người lễ với bản thân là người trân trọng biết ơn sự hiện diện của bản thân. Là người cho bản thân cơ hội được tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý, cuộc sống và pháp luật. Ý sao các anh chị? Ý sao? Bản thân cái người đó trân trọng biết yên, ý ơn sự hiện diện của bản thân của người đó. Và người đó cho mình cái cơ hội để sao ạ? Để tiếp nhận và thấu hiểu các đạo lý của cuộc sống và pháp luật. Thì người đó được gọi là người đối xử có lễ với bản thân. Được không? Được không? Các anh chị nắm tới đây ha. Rồi, ở đây trên màn hình có chị Nhung Hoàng. Chị phát triển cái khái niệm lễ với gia đình giùm em ơi. Nào, chị nói giùm em này, người lễ với gia đình này chị thấy sao? Chị phát triển cái khái niệm lễ với gia đình này. À, dạ, em xin thưa thầy, đấy là người lễ với gia đình là người biết trân trọng. Là người trân trọng thôi, mình nói ngắn thôi, là người trân trọng biết ơn là sao? Là người trân trọng biết ơn sự hiện diện của những người thân ở trong gia đình ạ. Đúng rồi, rồi bước đó là vế thứ nhất. Nếu mình nói lễ với gia đình là mình trân trọng biết ơn sự hiện diện của người thân trong gia đình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai. Ý thứ hai là người cho... Góp phần. Người góp phần cho... Tạo bối cảnh. Chị ghi câu đó vô giùm em. Góp phần tạo bối cảnh. Tại vì thực chất mình cũng không có ép buộc người ta được. Nhưng mình góp phần tạo bối cảnh thôi. Chị ghi giúp em. Là người góp phần tạo bối cảnh. Để sao? Để các thành viên được tiếp nhận. Để gia đình có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật. Thì nắm ý như em nói không? Dạ. Nè, có hai ý của người lễ với gia đình. Một
là trân trọng biết ơn sự sự hiện diện của người thân trong gia đình. Ý thứ hai là người góp phần tạo bối cảnh để sao ạ? Gia đình có cơ hội được để gia đình có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu. Tiếp nhận hay quan trọng nè, tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật. Vậy thì mình ngẫm lại ai mình đối xử có lễ với gia đình chưa? Lễ với bản thân thì sao này? Em cũng có tạo cơ hội đấy, nhưng mà nói như thầy nói là mình không ép buộc được ạ. Mình tạo bối cảnh thôi. Dạ vâng ạ. Ví dụ như là em mở lớp của thầy ra là em mở rất to để cho ai nghe thấy. Dạ. Thì mình tạo bối cảnh rồi, chị phát triển cái lễ với tổ chức coi. Chị phát triển cái lễ với tổ chức coi. Người có lễ với tổ chức đấy là người biết trân trọng. Là người trân trọng biết ơn sự hiện diện của tổ chức ạ. Của con người trong tổ chức chứ. Của con người trong tổ chức. Là vế thứ một, vế thứ hai. Vế thứ hai là người tạo bối cảnh. Là người góp phần. Góp phần tạo bối cảnh. Để cho những người trong tổ chức có cơ hội được tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật. Đúng rồi, cho tổ chức có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật. Rồi, chị là người lễ với xã hội ai? Người lễ với xã hội ai? Người lễ với xã hội là người trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người trong xã hội ạ. Đúng rồi. Và là người góp phần tạo bối cảnh cho để cho con người trong xã hội được có cơ hội được tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật. Vậy hiện tại Quýt đang làm có lẽ với xã hội, nhưng nó còn thiếu nhiều góc, một phần của đạo lý thôi. Chị hiểu không? Dạ vâng. Đó, mình nhìn vô đó mình biết mình đối xử nhân lễ nghĩa chí tín kiểu sao đối với đối tượng nào, là mình nhìn vô cái cân bài tà bài này là mình biết hết à. Mình đã đối xử có lễ chưa, có nhân chưa? Đó, ý nghĩa vậy đó. Rồi, biết ơn chị nha. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Biết ơn các anh chị. Các anh chị nắm được ý nghe các anh chị. Bây giờ mình tới nghĩa ha. Nó có thay đổi vài chữ thôi để mình có nó cái câu văn nó chắc thôi, chứ nó cũng ý nghĩa nó như nhau trơn đối với bốn cái động lực sinh tồn này. Các anh chị ghi nghĩa, hiểu một cách đơn giản là trách nhiệm. Hiểu một cách đơn giản là trách nhiệm. Liên quan tới tánh người là tánh danh. Hiểu một cách đơn giản là trách nhiệm. Liên quan tới tánh người là tánh danh. Rồi, các anh chị ghi giúp Toàn. Người trách nhiệm với bản thân. Người trách nhiệm với bản thân. Người trách nhiệm với bản thân là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân. Người trách nhiệm với bản thân là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân. Người trách nhiệm với bản thân là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân, rằng bản thân tồn tại vì một lý do hoặc sứ mệnh nào đó. Người trách nhiệm với bản thân là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân,
Có nghĩa là mình ghi nhận sự tồn tại của mình, rằng bản thân tồn tại vì một lý do hoặc sứ mệnh nào đó. Có nghĩa là mình sanh ra trong cõi đời này vì một lý do hay sứ mệnh gì đó, mình có cái đó thì từ từ trách nhiệm con người mình, cái nghĩa nó sẽ có. Mình có lý do ghi nhận sự tồn tại của bản thân, rằng bản thân tồn tại vì một lý do hoặc sứ mệnh nào đó. Được chưa? Rồi, tổng mời ai phát triển cái khái niệm người có trách nhiệm với gia đình này? Có ai muốn xung phong không? Rồi, mời anh Đại. Rồi, người trách nhiệm với gia đình này. Dạ, vâng. Em biết ơn thầy đã gọi tên ạ. Em xin phép. Người có trách nhiệm với gia đình là người ghi nhận sự tồn tại của gia đình. Tiêu liền. Là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân trong gia đình. À vâng vâng em... Nó mới đúng bài. Tại vì mình có trách nhiệm với gia đình mà. Mình ghi nhận sự tồn tại của bản thân trong gia đình. Vâng, của bản thân. Đúng không? Rồi sao tiếp tục ý quấy thứ hai. Vâng. Rằng bản thân. Bản thân sinh ra trong gia đình vì một lý do hoặc sứ mệnh nào đó. Vâng. Anh cảm thụ em, nếu anh thấy bản thân mình vâng sinh ra trong gia đình vì một lý do sứ mệnh nào đó, tôi mới sinh ra trong gia đình này, thì có phải anh có trách nhiệm với gia đình không? Vâng, hiểu hiểu ý này rồi. Đọc lại một cái để cho mọi người ghi chép một cái là nó hay lắm. Anh đọc giúp em. Rồi, đâu, đi lại. Người có trách nhiệm với gia đình. Vâng. Người có trách nhiệm với gia đình là người ghi nhận rằng tồn tại của bản thân trong gia đình vì một lý do. Rằng bản thân sanh ra trong gia đình. Vâng. Vì một lý do hoặc sứ mệnh đó. Dạ. Rồi bây giờ người có trách nhiệm với tổ chức đây. Người có trách nhiệm với tổ chức là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân trong tổ chức. Ừ. Rằng bản thân. Rằng sự có mặt. Rằng sự có mặt của bản thân trong tổ chức. Trong tổ chức là vì một lý do hay sứ mệnh đó. Sứ mệnh nào đó. Vâng. Ngon chưa? Dạ. Rồi, người có trách nhiệm với xã hội ai? Người có trách nhiệm với xã hội là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân với xã hội, rằng bản thân sự có mặt của bản thân, sự có mặt của bản thân trong xã hội là vì một lý do hay một sứ mệnh nào đó. Rồi, anh có cảm nhận được điều này không? Anh sanh ra trong xã hội này vì một lý do hay là sứ mệnh nào đó không? Có cảm nhận ạ. Thì tự nhiên vài bữa anh sẽ có trách nhiệm với xã hội, rồi từ từ anh sống có nghĩa với xã hội. Dạ. Nếu có nhận thức này tự khắc, nó sẽ bồi dưỡng được cái nghĩa của mình á. Cái nghĩa của mình là mình phát triển được, hành cái nghĩa được. Dạ. Cái nghĩa là mình làm được. Ha. Vâng. Rồi. Em biết ơn thầy ạ. Biết ơn anh. Trời ơi, viết cái lớp học này phát triển khái niệm nguồn có lợi luôn. Khủng khiếp. Các anh chị ghi tiếp chí. Các anh chị ghi tiếp chí giúp toàn. Chí. Hiểu một cách đơn giản là lắng nghe. Liên quan tới tánh người là tánh sắc. Liên quan tới tánh người là tánh sắc. Hiểu một cách đơn giản là lắng nghe. Liên quan tới tánh người là tánh sắc. Rồi, các anh chị ghi giúp toàn. Người lắng nghe bản thân.
người lắng nghe bản thân, là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Người lắng nghe bản thân là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ. Người lắng nghe bản thân là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết. Người lắng nghe bản thân là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ. Người lắng nghe bản thân là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Có nghĩa là ai thật sự lắng nghe bản thân là người đó có trạng thái nhận thức nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Chấm. Xin toàn xin phép đọc lại. Người lắng nghe bản thân là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Được chưa? Chấm. Rằng bản thân cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống. Rằng bản thân cần có sự đủ đầy. Trên mọi phương diện của cuộc sống. Rằng bản thân cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống. Em toàn xin phép đọc lại. Người lắng nghe bản thân là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Cái người này nếu mà có nhận thức này thì cái này thật sự lắng nghe bản thân dữ. Tại vì mình cần vượt thoát mọi vấn nạn nên cần phải nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ. Rằng bản thân cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống. Được ha. Rồi, ai giơ tay xưng phong phát triển các khái niệm lắng nghe gia đình đây? Có ai giơ tay xưng phong không? Phát triển cái khái niệm lắng nghe gia đình. Có ai không? Không ai gọi đại nha. Bích Liên giơ tay à? Bích Liên giơ tay à? Rồi, xin mời Bích Liên. Đâu rồi? Bích Liên đâu mất tiêu rồi? Rồi, xin mời Bích Liên phát triển khái niệm. Cho em chia sẻ khái niệm ạ. Người lắng nghe gia đình đây. Dạ, em xin đọc ạ. Người lắng nghe gia đình là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng gia đình cần nâng tầng hiểu biết. Nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Đúng rồi. Rằng gia đình còn cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống ạ. Ngon chưa? Thấy chưa? Rồi lại nè. Biết ơn thầy ạ. Ý nghĩa là gì nè? Một người lắng nghe gia đình nè là một người phải hiểu nè trạng thái nhận thức nội tâm rằng nè gia đình mình cần nâng tầm hiểu biết. Không phải gia đình mình cần cái gì chân, đầu tiên là cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để gia đình mình vượt thoát, để người trong gia đình sao ạ? Để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh. Cái đó mới là lắng nghe thật sự. Được chưa? Và gia đình, gần gia đình là cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống. Thì đúng thật sự vậy mới lắng nghe gia đình được. Dạ, biết ơn thầy ạ.
Còn nếu không thôi, mình tối ngày mình nói chồng mình cận này, vợ mình cận kia, nhưng con mình thật sự nó cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầm bậc trí tuệ và đầy đủ đầy trên mọi phương diện, nếu thật sự mình lắng nghe. Được chưa? Dạ. Rồi bây giờ phát triển khái niệm lắng nghe tổ chức coi. Dạ. Thưa thầy, người lắng nghe tổ chức là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng tổ chức cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh, rằng tổ chức cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống ạ. Gần tổ chức cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện cuộc sống. Rồi, người lắng nghe xã hội ơi. Cái này lắng nghe xã hội khủng quá nghe. Người lắng nghe xã hội là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng xã hội cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh, rằng xã hội cần có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống ạ. Nỗ lực lắm mình mới lắng nghe xã hội. Quyết đang lắng nghe một phần của xã hội, rằng là xã hội đang cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầng bậc trí tuệ, còn chưa làm